Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 65 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem màn trùng phùng sau 3 năm của Nguyên Ca và Mặc Mặc sẽ có những tình tiết thú vị gì nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra truyện mới. Các bạn có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 239. Âm hiểm ti bỉ. Chỉ thấy Nguyên Ca chải tóc uy đọa kế, bên sườn cài một cây châm hoa sen tây phan vàng ròng, tua rua vàng ròng mảnh rủ xuống như nước uốn lượn, khẽ run, phản chiếu hào quang chói mắt, màu sắc rực rỡ hào hoa phú quý kia càng tốt lên làn da trắng nõn nà như tuyết của nàng. Lông mày cong cong, đôi mắt như nước mùa thu sáng rực như sao trời, dường như tất cả ánh sáng đẹp đẽ nhu hòa nhất trong bầu trời đêm đều rơi vào trong đôi mắt này. Mỗi một cái nhìn chăm chú đều mang theo sóng nước óng ánh khiến cho người ta say đắm. Nàng mặc áo ngắn cân vạt màu trắng ngọc trai viền hồng, phía dưới là váy cùng màu, bên hông buộc một túi thơm hoa mai ghép đồng tâm kết tua đỏ thẫm, tua rùa thật dài rủ trên tà váy màu trắng, làm tăng thêm ba phần xinh đẹp thanh nhã mà không mất đi rực rỡ. Trong khoang thuyền ánh sáng hơi mờ, vải áo hiện ra ánh sáng lộng lẫy nhu hòa như chân châu, làm cho quanh thân nàng dường như tràn ngập vẻ phiêu giật mông lung như tiên. 3 năm trước Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, nhưng mặt mày còn chưa nảy nở, chung quy còn có chút tính tình trẻ con, chẳng qua là bị đôi mắt trầm tĩnh che lấp, chỉ để lộ ra khí chất thanh lệ giống như nụ hoa sen e ấp lẳng lặng ngào ngạt một mình thơm ngát. Mà bây giờ Nguyên Ca dáng người linh lung, toát ra mỹ mạo bức người, mùi thơm tràn ngập khiến cho ánh mắt người ta không tự chủ sẽ rơi vào trên người nàng, khó có thể chuyển rời. Nhưng mà đôi mắt trầm tĩnh kia lại vẫn y như 3 năm trước, sáng ngời, nhiệt liệt, trong suốt, tầm nhìn nhạy bén, chính là Nguyên Ca có 102 trên đời. Mà Nguyên Ca cũng giống vậy, đang quan sát Hoàng Mặc trước mắt. 3 năm không gặp, hắn dường như gầy đi rất nhiều, cử chỉ trầm ổn có độ, không còn ngông cuồng khoe khoang của 3 năm kia. Đôi mắt tĩnh mịch mà sâu xa, thần bí khó dò như bầu trời đêm. Điều này làm cho Bùi Nguyên Ca có chút đau lòng. Có thể tưởng tượng, 3 năm qua, mẹ đẻ mất, mẹ nuôi thành thù, phụ thân ngờ vực. Trong hoàn cảnh như thế, hắn nhất định trải qua rất khổ cực. Cho dù hiện tại Hoàng Mặc được gọi là kinh thành song kiệt, danh tiếng mạnh mẽ, nhưng sau lưng những cao quý chói mắt này không biết kết tinh bao nhiêu buổi tối dốc hết tâm huyết khổ cực vất vả của Hoàng Mặc mới có thể từng bước đi tới hôm nay. 3 năm trước, Hoàng Mặc là một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng sắc bén bức người, khiến người ta vừa thấy đã sinh lòng cảnh giác sợ hãi. Mà 3 năm sau, Hoàng Mặc lại là một thanh bảo kiếm còn nằm trong bao, bên ngoài dường như ôn hòa nhã nhặn có lễ, nhưng bên trong ẩn giấu tài năng càng thêm sắc bén hơn so với 3 năm trước. Dường như nhận ra được quan tâm trong mắt nàng, trong lòng Vũ Hoàng Mặc lặng lẽ yên tĩnh lại, bỗng nhiên nở nụ cười, dường như băng tuyết tan đi, hoa tươi nở rộ, sặc sỡ lóa mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn hắn mỉm cười như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca chậm rãi an bình, đồng dạng xinh đẹp thản nhiên cười. Cửu điện hạ, Bùi Nguyên Ca phúc thân, Vũ Hoàng Mặc hoàn lễ, tứ tiểu thư. Có Trịnh Sào và Trịnh phu nhân ở đây, hai người không tiện biểu hiện quá mức thân mật nóng bỏng, nhưng cho dù chỉ là chào hỏi ngắn ngủn tầm thường như vậy, lại giống như thể hiện hết vô số ngày đêm mong mỏi cùng trông đợi, tưởng niệm và mơ mộng trong 3 năm qua, ngược lại không cần nhiều lời. Trăm ngàn lời nói đều ẩn chứa hết trong ánh mắt. Cửu điện hạ, mời vào trong. Biết Ca Nhi và Cửu điện hạ nhất định đều chờ đợi lần gặp mặt này, thông cảm cho tâm tình của bọn họ, Bùi Chí Thành mời Vũ Hoàng Mặc vào trong khoang thuyền cho hai người gặp mặt một lần. Nhưng bởi vì có Trịnh Sào và Trịnh phu nhân ở đây, Bùi Chí Thành suy nghĩ cho danh dự của con gái, cho nên chỉ là ngắn ngủn lại mời Vũ Hoàng Mặc đi vào bên trong. Dù sao Cửu điện hạ giá lâm, vừa vặn vợ con đều ở đây, đi ra chào hỏi là chuyện phải làm, nhưng ở lại lâu thì sẽ không hợp quy củ. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ đầu thuyền ẩn ẩn truyền đến tiếng hét phẫn nộ, tuy rằng không nói rõ tên họ,
nhưng hiển nhiên là nhắm tới chiến thuyền của Bùi Chư Thành và Trịnh Sào, giọng nói mềm mại, hiển nhiên là nữ tử, nhưng lời nói lại vô cùng kịch liệt, ngay cả Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đều có chút nghe không lọt tai. Nhìn nhau hiểu ý cùng đi ra ngoài, thật là muốn nhìn xem là thần thánh phương nào lại ngạo mạn như thế. Lại thấy một nữ tử mặc quần áo màu hồng cánh sen, thêu hoa bằng tơ vàng chỉ bạc, đầu đầy châu ngọc, dung mạo diễm lệ, đứng đĩnh đạc trên đuôi thuyền, đang chỉ vào chiến thuyền của bọn họ tức giận quát: "Hai con rùa đen rụt đầu cuối cùng cũng chịu đi ra rồi sao? Ta còn nghĩ các ngươi muốn trốn tới lúc nào? Như thế nào, đâm hỏng thuyền của chúng ta rồi, lại muốn trốn tránh? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Các ngươi đền thuyền cho ta, còn phải nhận lỗi với ta. Trên đời này thế nhưng lại có đạo lý như vậy." Bùi Chí Thành vừa buồn cười vừa tức giận, vẫy vẫy tay nói: "Chúng ta không so đo với tiểu cô nương, gọi người nhà ngươi đi ra nói chuyện với ta." Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo đi, đáng tiếc đã thay đổi nữ trang nên ta không thể động thủ. Nếu nàng ta còn mặc quần áo nam nhân như lúc nãy, ta sẽ giả vờ như không biết, đi qua đánh cho nàng ta một trận. Trịnh Sào nghiến răng nói: "Lúc mới bắt đầu, ông quả thực không biết người mặc quần áo hoa lệ này là nữ giả nam. Hiện tại đã biết, trong lòng càng thêm chán ghét. Nam tử kiêu ngạo như vậy đã thực khiến cho người ta không ưa, huống chi là một tiểu cô nương. Nhưng không biết cha mẹ nàng là thần thánh phương nào mà có thể nuôi dạy ra một cô con gái như thế. Đây là cô nương nhà ai vậy? Thật là không có quy củ." Giọng nói Lý Minh Tâm kêu la quá lớn, Trịnh Phu Nhân và Thư Thuyết Ngọc trong khoang thuyền cũng không nhịn được, vén rèm nhìn ra ngoài, trên mày đều là nhíu chặt. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Lý Minh Tâm ở bên ngoài, thân hình vũ bằng mặc chợt lóe, lặng lẽ vọt đến bên cạnh Bùi Nguyên Ca, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Nguyên Ca, 3 năm này ta đi qua Quan Châu 3 lần, vì sao nàng không chịu gặp ta? Đừng nói lúc ta đi trùng hợp nàng không ở nhà, làm gì có chuyện khéo như vậy. Ta đi nhiều lần, nàng cũng nhiều lần không ở nhà sao? Ta viết thư cho nàng, vì sao không hồi âm ta dù chỉ một chữ? Hả?" Cảm nhận được hơi thở ấm áp của nam tử bên tai thổi vào ngơ ngứa, Bùi Nguyên Ca nghiêng nghiêng đầu thấp giọng nói: "Ta có nỗi khổ riêng mà." Thấy vành tai nàng đột nhiên đỏ lên, tâm tình Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên tốt hơn hẳn, ngược lại cố ý sáp lại gần: "Trả lời một câu qua loa như vậy mà muốn ta chấp nhận, có phải là hơi có lệ rồi không? Ít nhất nàng phải nói vài câu dễ nghe mới được chứ." Vốn là nhận thấy được vành tai Nguyên Ca mẫn cảm, muốn trêu đùa nàng, nhưng khi thật sự để sát vào vành tai trắng nõn như ngọc kia, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, bỗng nhiên Vũ Hoàng Mặc dâng lên một cảm giác khô nóng chưa từng có, theo bản năng lại muốn hôn lên đó, trong lòng không khỏi cười khổ. Cách 3 năm, Nguyên Ca càng là một khảo nghiệm lớn với định lực của hắn. May mắn, hẳn là chờ không lâu lắm nữa. Thư Tuyết Ngọc giống như nhận thấy được gì đó, bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại về phía Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà nàng lại chỉ nhận thấy Vũ Hoàng Mặc lạnh nhạt tự nhiên đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn và lắng nghe động tĩnh ngoài khoang thiền, gần như nhận thấy được ánh mắt của bà. Hắn hơi vuốt cằm thầm hỏi, bộ dáng đứng đắn vô cùng, hoàn toàn không có chút khác thường. Thư Tuyết Ngọc lắc đầu, nghĩ là chính mình đa tâm, lại quay đầu đi, tiếp tục chú ý động tĩnh bên ngoài. Một khắc trước còn quấy rối bên lỗ tai nàng, sau đó lại liền lắc mình quay về chỗ cũ, bộ dáng đường đường chính chính, thật sự là nhân tài mà. Vũ Hoàng Mặc quay đầu, nhìn bộ dáng Nguyên Ca giống như có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói gì, nhịn không được bật cười. Biết rõ, càng tới gần Nguyên Ca, hắn lại càng muốn hành động, rất khó khắc chế được dục vọng trong lòng. Nhưng hắn thật sự lưu luyến cảm giác ở gần gũi thật cận nàng, giống như so với bất luận điều gì, càng xác định Nguyên Ca chân chân thật thật ở bên cạnh hắn, vẫn là nhịn không được, lại tới gần, lặng lẽ nắm tay nàng nhẹ giọng: "Nguyên Ca, ta lại muốn sỗ sàng." Âm cuối kéo thật dài, mềm nhũn, trăm chuyển ngàn hồi, giống như mấy trăm con kiến bé nhỏ bỏ qua bỏ lại ở trong lòng nàng. Biết hắn nhớ mùi ngon, Bùi Nguyên Ca không tự giác đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái, hung hăng nói: "Quỳ củ một chút cho ta." Nhìn bộ dáng Nguyên Ca vừa giận vừa như hờn dỗi, Vũ Bằng Mặc chỉ cảm thấy không khí đột nhiên trở nên loãng, khiến cho hắn hít thở có chút khó khăn, âm thầm cười khổ. Hắn thật sự là tự chui đầu vào giọ, biết rõ ở bên cạnh Nguyên Ca, hắn không thể bảo trì bình tĩnh, còn muốn đùa giỡn nàng. Kết quả nhìn bộ dáng nàng hờn dỗi, lại càng câu động dục vọng trong lòng, nhưng lại không dám mạo phạm, cuối cùng chính mình phải đau khổ nhẫn nại. Thật là tự làm vậy không thể sống mà. Mà bên ngoài khoang thuyền, lúc này cũng xuất hiện một người trung niên mặc lĩnh bào màu xanh nhạt, mặt mày có vài phần tương tự với Lý Minh Tâm, chắp hai tay với hai người nói:
Hai vị đại nhân, tại hạ họ Lý, đây là tiểu nữ, tính tình có chút thẳng nhưng tâm địa là tốt. Nếu có chỗ nào va chạm, mong được các vị thông cảm. Nhưng mà trước mắt bên ta bị hủy một chiếc thuyền, còn có người bị thương, hai vị có phải là nên cho ta một lời giải thích hay không? Vốn nghe lời đầu tiên kia của hắn coi như là có đạo lý, không nghĩ tới, vừa chuyển câu sau lại cùng một đức hạnh với nữ tử kia. Vũ Hoàng Mạc vừa vặn mượn chuyện bên ngoài để phân tán tâm tư, nói nhỏ, tâm tư người này cong cong vòng vòng, khó đối phó hơn nữ tử kia rất nhiều. Tử Nguyên Ca gật gật đầu. Câu trước người trung niên nói dường như chịu nhận lỗi vì nữ nhi, nhưng cố ý nói con gái mình tính tình có chút thẳng thắn, tâm địa cũng là tốt, giống như nàng ta, chỉ là tính tình thẳng, không có gì khác không ổn. Nếu đối phương lại dây dưa không bỏ qua thì chính là không rõ lý lẽ, tâm tư không tốt. Sau đó lại kể ra tổn thất của chính mình, chứng minh chính mình yếu thế khiến người đồng tình, trước tiên chiếm cứ ưu thế dư luận xung quanh. Tâm tư và lòng dạ như vậy hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Người kia là ai, chàng có biết không? Bùi Nguyên Ca biết mặt các quan viên cũng không nhiều lắm, quay đầu hỏi Vũ Hoàng Mặc. Mới vừa rồi đủ loại thị phi, Bùi Nguyên Ca ở trong khoang thiền cũng biết rạch mạch. Tuy rằng biết bên mình chiếm lý, nhưng nghe người trung niên kia nói vậy, nàng có dự cảm, chỉ sợ phụ thân và chị thúc thúc không thể địch lại hắn, lòng dạ thâm trầm. Nói không chừng không thể chứng minh mình chiếm lý, ngược lại lại bị đối phương nói đến á khẩu không trả lời được. Hoàng Mặc lắc đầu. Chưa thấy qua, nhưng mà nhìn cấu tạo phong cách thuyền của ông ta, hẳn là quan viên phía Nam vào kinh báo cáo công tác, lại là họ Lý. Có chút trầm tư, bỗng nhiên trong lòng vừa động, chẳng lẽ là... Nói thực, người trung niên này làm ta có cảm giác thực là âm trầm, nhưng mà nhìn tác phong làm việc của con gái ông ta, lại là họ Lý, làm cho ta nghĩ tới một người. Nói xong, Bùi Nguyên Ca trao lại lông mi, trong đôi mắt hiện lên một chút thống hận và chán ghét. Vị Lý đại nhân này không phải là Tĩnh Châu bố chính sự tham chính Lý Thụ Kiệt chứ? Cũng chính là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp. Đã không còn là bố chính sự tham chính nữa rồi, mà bây giờ là hữu bố chính sự. Vũ Hoàng Mặc hiển nhiên cũng đoán đến người này, khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười. Thật sự là khéo, Lý Thụ Kiệt lại đến kinh thành vào lúc này. Hơn nữa xem bộ dáng hắn mang theo gia quyến vào kinh, chẳng lẽ cũng sẽ được giữ chức ở kinh thành hay sao? Bùi Nguyên Ca suy tư nói, bỗng nhiên nhìn thấy ý cười cổ quái trên mặt Vũ Hoàng Mặc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhìn chăm chăm hắn, nói, sẽ không phải là liên quan tới chàng chứ, chẳng lẽ chàng âm thầm khống chế điều Lý Tụ Kiệt đến kinh thành? Vũ Hoàng Mặc rất thích cảm giác tâm linh tương thông với Nguyên Ca, cười nói nhỏ, nghe nói dưới gối vị Lý đại nhân này cũng không có đứa con trai nào khác, hơn nữa lúc trước khi gặp được Thất Hoàng Huynh, ông cho rằng trên trời ban cho chính mình một đứa con, cho nên từ nhỏ đã thập phần yêu thích hắn. Lý phu nhân lại xem hắn như châu như bảo, mới dưỡng thành tính tình của Lý Minh Hạo như bây giờ. Cho nên quan hệ giữa Thất Hoàng Huynh và cha mẹ nuôi rất tốt, mà vị Lý tiểu thư này cũng được Thất Hoàng Huynh yêu thích. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, ấm áp vô cùng. Nói vậy, Thất Hoàng Huynh nhìn thấy cha mẹ nuôi và muội muội, tất nhiên sẽ thập phần cao hứng. Về phần Liễu Quý Phi cũng sẽ cảm động và nhớ nhung trong lòng ân đức một nhà Lý Thụ Kiệt nuôi dưỡng Thất Hoàng Huynh, thập phần vui mừng. Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu trở nên vô cùng trầm thấp, biến hóa kỳ lạ, để lộ ra vài phần lạnh như băng, vài phần âm hàn. Bùi Nguyên Ca lập tức hiểu được chiêu này của Hoàng Mặc đúng là thực cao siêu. Lúc trước Liễu Quý Phi thương nhớ đứa con mất tích, cho nên trân trọng có thêm đối với Vũ Hoàng Mặc được đưa tới Trường Xuân Cung làm con nuôi, thậm chí đến mức có bệnh, tràn ngập dục vọng độc chiếm. Mặc dù bên ngoài quan hệ giữa Hoàng Mặc và mẹ đẻ vô cùng lạnh nhạt, nhưng Liễu Quý Phi vẫn phòng bị khắp nơi, sợ Vương Mỹ Nhân sẽ cướp đi Hoàng Mặc. Nay đứa con ruột mất tích đã tìm lại được, chỉ sợ dục vọng chiếm hữu đối với Vũ Hoàng Diệp chỉ có hơn chứ không kém so với Hoàng Mặc. Mà Lý Thụ Kiệt cũng là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp, nếu là giữ chức ở kinh thành. Lý gia nuôi nấng Vũ Hoàng Diệp 17 năm, tình cảm thâm hậu với Vũ Hoàng Diệp có thể nói là uy hiếp lớn hơn Vương Mỹ Nhân rất nhiều. Nếu ngày ngày lắc lư ở trước mặt Liễu Quý Phi, các nơi biểu hiện thân thiết với Vũ Hoàng Diệp như vậy, có quỷ mới tin Liễu Quý Phi dễ dàng tha thứ. Mà theo tình huống trước mắt, Lý Tụ Kiệt cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hai bên tranh chấp thật là chuyện làm cho người ta phấn khích. Lúc trước, Hoàng Mặc bị kẹp giữa mẹ ruột và mẹ nuôi, đau khổ tìm kiếm cách vẹn toàn hai bên, cuối cùng vẫn bị Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp liên thủ hủy diệt, còn muốn mượn chuyện này để đánh Hoàng Mặc vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hiện tại cũng đến phiên bọn họ nếm thử tư vị này rồi.
Thật sự là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó tránh. Cho nên sau này kinh thành nhất định sẽ rất náo nhiệt. May mắn Nguyên Ca nàng đã trở lại, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Vũ Hoàng Mặc biết Nguyên Ca tất nhiên đoán được hắn tính kế, trong lời nói mềm nhẹ mang theo thật sâu hận ý. Cho tới bây giờ hắn đều là tính tình này, có thù tất báo. Lúc trước Vũ Hoàng Diệp tặng cho hắn thống khổ và ngoan độc như vậy, tất nhiên hắn muốn bồi thường gấp đôi. Bụi Nguyên Ca cầm tay hắn, nhợt nhạt cười nói, được, ta sẽ mở to hai mắt mà xem vở diễn này, tuyệt đối không bỏ sót chi tiết nào. Mà ngoài Khoang Thiền vẫn đang tiếp tục giảng co, lời này của Lý đại nhân không ổn lắm. Vẻ mặt Bùi Chư Thành lạnh lùng nói, chuyện gì cũng có nguyên nhân mới có kết quả. Vốn là chúng ta đang yên lành lái thuyền, là thuyền của các ngươi đụng vào chúng ta trước, ngay sau đó lại là các ngươi khiêu khích, nói muốn đâm đắm thuyền của chúng ta, lại hùng hổ đâm lại đây, thế này mới gây ra trận phân tranh này. Lại nói, chúng ta mới là người bị hại, chẳng qua vận khí của chúng ta tốt, không bị các ngươi làm đắm thuyền mà thôi. Chúng ta thấy quý thuyền đã bị ngoài ý muốn, nên không tiếp tục so đo, đã là khoan hồng độ lượng. Lý đại nhân lại còn muốn chúng ta cho ngươi một lời giải thích, điều này không khỏi quá buồn cười. Làm sao Lý Tụ Kiệt lại không biết những chuyện này? Nhưng một con thuyền tiêu phí quá lớn, Lý gia ông cũng không phải là nhà giàu có gì, sao có thể tùy tùy tiện tiện bị hủy không xem là chuyện gì lớn lao được. Còn nữa, lần này ông vào kinh báo cáo công tác, thực có khả năng sẽ được giữ lại trong kinh. Nếu mới vừa đến kinh đã gây ra chuyện xấu, thuyền hủy người bị thương, còn không bị người chê cười đến chết, sau này làm sao còn có thể lộ mặt ở kinh thành. Còn nữa, chuyện này truyền ra cũng ảnh hưởng không tốt, còn không bằng cắn ngược hai người trước mắt, đổ sai lầm lên trên người bọn họ, bảo toàn thỏa đáng thanh danh của chính mình. Chúng ta đều là người làm quan, nên có khí độ của người làm quan. Con gái ta chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn là con nít, chẳng qua là thuận miệng nói đùa mà thôi. Sao lại có thể thật sự đâm đắm thuyền của hai vị chứ? Sao hai vị đại nhân lại so đo với một đứa trẻ hùng hổ dọa người như thế? Đơn giản là nói, tiểu nữ đùa một câu liền đụng đắm thuyền của chúng ta. Lòng dạ hẹp hòi như vậy là khí độ người làm quan nên có hay sao? Lý Thụ Kiệt lắc đầu, trong miệng chật chật lấy làm tiếc nuối, có vẻ thực không cho là đúng. Nói đùa sao? Trịnh Sào cười lạnh. Lúc ấy Lý tiểu thư chỉ huy thuyền đâm tới đây cũng không phải là vui đùa. Nếu không phải chúng ta né tránh đúng lúc, thuyền của ta lại rắn chắc, chỉ sợ hiện nay thuyền hủy người chết chính là chúng ta. Hai vị đại nhân, con gái ta chẳng qua vẫn là một đứa nhỏ, làm sao lòng dạ có thể ác độc như vậy? Thế nhưng muốn đâm đắm thuyền của các ngươi, chẳng qua chỉ là nói vui đùa mà thôi. Hiện nay thực sự là thuyền của chúng ta bị hủy, con gái ta rơi xuống nước, gia đình nhà ta có người bị thương tích, có người bị đông lạnh, còn chưa biết đến tột cùng như thế nào. Hai người làm ra chuyện như vậy, ngay cả nhận sai cũng không chịu, ngược lại còn đổ lỗi lên người con gái mới 16 tuổi của ta, nhất định là gán tội danh lòng dạ ác độc cho con bé, có phải hơi quá đáng hay không? Mày của Lý Thụ Kiệt nhíu lại, có vẻ rất tức giận. Nếu hai vị không muốn bồi thường tổn thất con thuyền cho ta, ta cũng sẽ không so đo. Chỉ cần hai vị thành tâm thành ý nhận lỗi, có chuyện gì không thể đàm phán chứ? Hai vị lại đùn đẩy trách nhiệm như vậy, hơn nữa đổ lỗi cho một tiểu cô nương, thật là làm cho người khinh thường. Nói đến nói đi chính là cắn chặt Lý Minh Tâm không cố ý đâm thuyền Trịnh Sào, cùng với hiện thực là hiện tại thuyền của Lý gia bị đắm, cứng rắn đổ lỗi cho Bùi Chư Thành và Trịnh Sào. Hơn nữa, lời nói thập phần xảo diệu, cố ý thoái nhượng, tỏ vẻ không so đo, càng có vẻ như lòng dạ Bùi Chư Thành và Trịnh Sào độc ác, phẩm hạnh bại hoại. Tuy rằng Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đương nhiên biết, ngay lúc đó thế tới thuyền Lý Minh Tâm tuyệt đối hung hiểm, nhưng mà Lý Thụ Kiệt lại cứ một mực chắc chắn Lý Minh Tâm không cố ý đâm đắm thuyền của bọn họ, chỉ là đang nói giỡn. Loại nhận định chủ quan này là khó phán đoán nhất. Với chuyện đã trải qua rồi, hơn nữa hiện tại thật là thuyền của Lý Thụ Kiệt bị phá hư. Sau khi Lý Thụ Kiệt nói như vậy, thật sự có vẻ đều là lỗi của Bùi Chư Thành và Trịnh Sào. Lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ác độc, bọn họ Lý gia lại biến thành thanh thanh bạch bạch người bị hại, thật sự là âm hiểm ti bỉ. Chương 240, diệu kế đánh trả, tứ hôn. Nếu thay đổi người khác, thấy đối phương mồm miệng lanh lợi, còn nói không cần so đo, không chứng cứ như vậy nhượng bộ, miễn cho chuyện trở nên ầm ĩ. Dù sao ở bến tàu đông đúc, náo nhiệt như vậy, rất nhiều người ở bên cạnh nhìn, hơn nữa đều là quan viên lên kinh báo cáo công tác. Nếu là mới tới kinh thành đã gây ra chuyện thị phi, rơi vào tai ngự sử lại là một hồi khó đỡ, nói không chừng còn ảnh hưởng tới tiền đồ. Nhưng cố tình, Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đều không phải là người như thế. Nếu là lỗi của bọn họ, không cần nói, họ cũng sẽ nhận trách nhiệm.
Nhưng nếu không phải lỗi của bọn họ, cho dù có nháo đến thiên hoàng lão tử cũng phải tranh cãi đến cùng. Vốn chính là con gái của ngươi động thủ trước, lại là nàng khiêu khích muốn đâm đắm thuyền của chúng ta. Chẳng qua vận khí chúng ta tốt cho nên mới may mắn thoát khỏi nguy nan. Hiện tại ngươi lại đổi trắng thay đen, muốn đổ trách nhiệm lên người chúng ta. Thật sự là cha nào con nấy. Ta khuyên ngươi, thay vì cứ so đo với chúng ta thế này, không bằng dành công phu dạy lại con gái ngươi, miễn cho lần sau lại gây rắc rối. Trịnh Sào thành thành thật thật không khách khí nói. Vũ Chư Thành cũng nói, cho dù thuyền các ngươi bị chúng ta đâm nứt, nếu chậm rãi quay đầu vẫn có thể bình yên đến được bến tàu, cũng đủ thời gian cho ngươi rời thuyền, thu thập tốt mọi thứ. Là các ngươi lái thuyền không tốt, trong tình huống này lại chuyển hướng thuyền quá gấp, cho nên mới làm cho thân thuyền gãy làm đôi. Thế cho nên thuyền hủy vật diệt, làm cho toàn bộ mọi người rơi xuống nước. Nhìn ra hai người này là bị ép sát sẽ càng cứng rắn, thế nhưng một chút cũng không thoái nhượng, Lý Thụ Kiệt cảm thấy thật khó giải quyết. Hai bên giảng co sớm khiến cho mọi người trên bờ chú ý, liên tiếp hướng về bên này xem trò vui. Trong đó rất nhiều người quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm. Dù sao, gần đây thuyền đến bến tàu phần lớn đều là quan to địa phương vào kinh, báo cáo công tác, có thể tới đón những người này, đương nhiên cũng phân nửa là quan viên. Chuyện tới nước này, đã đâm lao thì phải theo lao. Lý Thụ Kiệt nhìn xem bốn phía, sắc mặt cũng trở nên khó coi, dương giọng nói. Rõ ràng các ngươi chính là ỷ mạnh hiếp yếu, con gái ta khó chịu, nói vài câu không dễ nghe, hai vị liền chỉ huy thuyền đâm đắm thuyền của ta. Hiện nay thuyền của ta còn chìm trong nước, con gái cũng đồng dạng rơi xuống nước, các ngươi lại bình yên vô sự. Sự thật ở trước mắt, các ngươi còn nói dối, đổ trách nhiệm lên người con gái ta. Nàng chỉ là một cô nương 16 tuổi, nào có lòng dạ ngoan độc như vậy. Đại trượng phu dám làm dám chịu, cần gì phải bắt nạt nữ tử nhu nhược, quả thực là mất mặt vương triều đại hạ ta. Dù sao, thuyền của Lý gia bị hủy là thật, Lý Thụ Kiệt lại nhanh mồm nhanh miệng, trong lúc nhất thời được không ít người phụ họa. Người ti bỉ vô sỉ, lại còn dám nói là nam tử hán đại trượng phu. Trịnh Sào cực kỳ tức giận, bỗng nhiên dương giọng nói, đừng tưởng rằng chuyện đã qua rồi thì có thể tùy ý bịa đặt sự thật. Lúc ấy trên sông cũng không chỉ có thuyền hai nhà, ngươi và ta. Ta cũng không tin, không có người nhìn thấy. Nếu có quân tử nào trượng nghĩa lỗi lạc, nhìn thấy tình hình ngay lúc đó, mời đứng ra nói cầu công đạo. Thấy thuyền bốn phía dừng lại có chút xôn xao, Lý Thụ Kiệt trao mày, nếu có người làm chứng sẽ thực bất lợi, liền nói ngay. Tại hạ Tĩnh Châu hữu bố chính sử Lý Thụ Kiệt, nếu có người chính nhân quân tử đứng ra nói lời công đạo, ta vô cùng cảm kích. Nói xong, cho Lý Minh Tâm bên cạnh một ánh mắt. Kỳ thực mục đích lớn nhất của Lý Minh Tâm đến náo loạn là hy vọng có thể gặp lại vị mỹ nam áo đỏ kia. Tuy rằng mới vừa rồi hắn cũng không nói chuyện với nàng mà là trực tiếp nhảy lên thuyền của hai người này, nhưng mà nếu hắn biết nàng là muội muội của Thất Điện Hạ, tất nhiên sẽ kính trọng nàng vài phần. Chỉ là vừa rồi phụ thân vẫn cấm nàng nói chuyện, hiện tại lại nháy mắt như vậy, lập tức nói, các người biết chúng ta là ai không? Đường Kim Thất Điện Hạ chính là ca ca của ta, lúc trước người ca ca thương yêu nhất cũng chính là ta. Hiện tại các ngươi lại dám bắt nạt ta như vậy, ta nhất định phải nói cho ca ca, để hắn đòi lại công đạo cho ta. Vốn nghe được lời Lý Thụ Kiệt nói, thuyền chung quanh còn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe lời của Lý Minh Tâm nói xong, người tin tức linh thông lập tức hiểu được. Thì ra vị này chính là cha nuôi của Thất Điện Hạ. Nữ tử còn nói Thất Điện Hạ yêu thương nàng nhất, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng Lý gia nuôi nấng Thất Điện Hạ 17 năm là sự thật, như thế nào quan hệ cũng sẽ không quá kém. Nếu đứng ra làm nhân chứng, nói là muội muội của Thất Điện Hạ đâm thuyền vào thuyền của người khác trước, chỉ sợ sẽ đắc tội Thất Điện Hạ. Hiện nay Thất Điện Hạ nổi bật vô cùng, không cần thiết vì chuyện nhỏ mà tự mình tìm cho mình kẻ thù đáng sợ như vậy. Người vốn còn muốn bênh vực lẽ phải, lập tức lùi về, không muốn nói nữa. Ha, chuyện này cũng thật là kỳ quái. Bùi Chư Thành cười lạnh nói, chúng ta đang bàn luận chuyện trước mắt, vô duyên vô cớ, Lý Đại Nhân làm gì đột nhiên lôi Thất Điện Hạ ra chứ? Chẳng lẽ là sợ có người đứng ra làm chứng bất lợi cho các ngươi, cho nên muốn đe dọa mọi người hay sao? Ngụ ý hiển nhiên là nói, Lý Thụ Kiệt có tật giật mình. Tâm Nhi đừng nói lung tung. Chuyện trước mắt không quan hệ tới Hạo Nhi. À không, Thất Điện Hạ, cần gì liên lụy tới hắn? Lý Thụ Kiệt quát lớn nói, lập tức lại dừng mắt cười, nói, chẳng qua con gái ta nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, sao đại nhân lại mẫn cảm như thế? Sự thật như thế nào, lòng người đều có công luận, sẽ không bởi vì chúng ta có quan hệ với Thất Điện Hạ mà thay đổi. Lời đại nhân nói không phải hạ thấp chư vị đại nhân ở đây rồi sao? Khó trách,
Vũ Hoàng Diệp không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế, có cha nuôi trước mắt giáo dưỡng Vũ Hoàng Diệp làm sao có thể tốt được, rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người, lại còn có thể ra vẻ đạo mạo như vậy, có thể thấy được lòng dạ thâm sâu, tâm cơ nặng. Sau khi biết được thân phận người trước mắt, Bùi Chí Thành chán ghét người này nhất thời tăng thêm gấp bội. Lý Thụ Kiệt thật sự là ti bỉ vô sỉ mà. Bùi Nguyên Ca tức giận nói, rốt cuộc kiềm chế không được. Lời hắn nói rõ ràng chính là châm ngòi quan hệ giữa phụ thân và quan viên chung quanh. Trịnh phu nhân quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đứng chung một chỗ thì ngẩn người. Vũ Hoàng Mặc lập tức nhận thấy được, phản ứng cực nhanh nói, Bùi tứ tiểu thư, không cần lo lắng. Nếu đã gặp chuyện này, ta sẽ không ngồi xem người khác đổi trắng thay đen, nhất định phải ra mặt đòi lại công đạo cho Bùi đại nhân. Bày ra bộ dáng lời lẽ chính nghĩa, có vẻ vô cùng đứng đắn. Trịnh phu nhân thoải mái, nếu đối phương lôi ra thất hiện hạ, vừa vặn Cửu điện hạ cũng ở trên thuyền bọn họ, thoạt nhìn quan hệ với Bùi đại ca cũng rất tốt. Nhìn tình hình trước mắt, có lẽ cũng chỉ có Cửu điện hạ mới có thể ra mặt trấn áp được. Vốn bà đã muốn yêu cầu Cửu điện hạ ra mặt, chỉ là dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, có chút nói không nên lời. Mà cháu gái Nguyên ca từng vào cung, hẳn là cũng quen biết với Cửu điện hạ, nói lời này lại càng thích hợp. Trong lòng Thư Tuyết Ngọc lại biết rõ ràng, mắt cảnh cáo nhìn Vũ Hoàng Mặc, biết quan hệ giữa Nguyên ca và vị đích mẫu này vô cùng tốt. Vũ Hoàng Mặc có chút chột dạ, rời đi ánh mắt, muốn đi ra ngoài. Đừng nóng vội, Bùi Nguyên ca lại ngăn cản hắn. Cửu điện hạ là đòn sát thủ cuối cùng, tất nhiên phải xuất hiện ở thời điểm mấu chốt. Lại nói, Lý Thụ Kiệt đáng giận như thế, không chỉnh ông ta thành mặt xám mày cho thì khó tiêu cân tức trong lòng ta. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trịnh phu nhân nói, Trịnh thầm thầm, con nhớ bên cạnh người có một thị nữ tên Hồng Anh biết võ nghệ, không biết có thể mượn dùng hay không? Cái gọi là chuyện không liên quan mình, tránh được cứ tránh, cho dù Hoàng Mặc ra mặt, cũng chưa chắc có người sẽ đứng ra làm chứng. Trịnh phu nhân đang cảm thấy nghẹn khuất trong lòng, nghe vậy lập tức nói, nói gì vậy, có chuyện gì phân phó cứ việc nói với nàng. Nói xong lập tức sai người gọi Hồng Anh tới. Hồng Anh tỉ tỉ, Bùi Nguyên ca đưa miệng sát và bài nàng nói một phen. Trên đường tới đây, Hồng Anh đã nghe người ta nói chuyện gì xảy ra. Nàng đi theo Trịnh phu nhân, tính tình cũng tương tự với Trịnh Sào và Trịnh phu nhân, nghe vậy thì sảng khoái nói, Nguyên ca tiểu thư yên tâm, chỉ chút việc nhỏ khẳng định không có vấn đề, ta đi chuẩn bị rất nhanh sẽ xong. Nói xong vội vàng rời đi, dựa theo Bùi Nguyên ca phân phó mà chuẩn bị. Ánh mắt mọi người trong lòng nhất thời tập trung trên người Bùi Nguyên ca. Thư Tuyết Ngọc nhị không được hỏi, Nguyên ca, con rốt cuộc lại đánh chủ ý gì vậy? Mẫu thân không cần nóng vội, lát nữa sẽ biết thôi. Bùi Nguyên ca giơ ngón trỏ lắc lắc, hiện tại thiên cơ còn chưa thể tiết lộ, nhưng mà còn phải nhờ Cửu điện hạ hỗ trợ. Nói xong lại đưa miệng ghé vào tai, nhẹ giọng nói mấy câu với Vũ Bằng Mặc. Cảm giác được hơi thở Nguyên ca mang theo mùi thơm, Vũ Bằng Mặc chỉ cảm thấy trong lòng ngơ ngứa. Thừa cơ hội hai người cách quá gần, dùng ngữ điệu chỉ có Nguyên ca mới có thể nghe được nói, Nguyên ca, ta dám nói mưu kế của nàng sẽ không thể thành công, không tin chúng ta đánh cược xem, nếu ta thắng nàng cho ta hôn một cái như thế nào? Người này, Bùi Nguyên ca không phục nói, chỉ cần chàng không cố ý quấy rối khẳng định không có vấn đề gì. Ta sẽ không quấy rối. Vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc đứng đắn, không tin chúng ta đánh cược xem. Cược thì cược, Bùi Nguyên ca mới không tin đâu, nhưng nếu chẳng thua thì sao? Vũ Hoàng Mặc nghiêm túc nói, nếu ta thua ta cho nàng hôn một cái như thế nào? Nhìn bộ dáng hắn trịnh trọng, Bùi Nguyên ca mém chút nữa dễ dàng gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức nhận thấy được không thích hợp, mặc kệ ai thua ai thắng đều là nàng chịu thiệt. Hoàng Mặc chiếm tiện nghi, tên gia hỏa này lại trêu đùa nàng. Nghĩ, Bùi Nguyên ca nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, ỷ vào thân hình che lấp người khác nhìn không tới, nhấc chân hung hăng dẫm chân Vũ Hoàng Mặc, hung tợn nói, cho chàng ăn cái giày sắt ấy. Nguyên ca, nàng thật là tàn nhẫn mà. Vũ Hoàng Mặc ai oán nói, nhìn hắn bày ra vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, lại nói ra ngữ điệu như vậy. Bùi Nguyên ca không có công lực khống chế biểu tình tự nhiên tốt như hắn, chỉ có thể chịu đựng thân hình bất động. Cũng may, nàng đang đưa lưng về phía mọi người, người khác cũng không nhìn ra khác thường. Vũ Hoàng Mặc khẽ đảo mắt, chỗ sâu trong mắt cất giấu ý cười thật sâu. Hắn thích chọc cho Nguyên ca cười. Bên ngoài khoang thuyền, bởi vì không ai đứng ra làm chứng, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng nói thanh thúy từ trong khoang thuyền truyền tới. Người dám đổi trắng thay đen, bôi nhọ lão gia nhà chúng ta như vậy, ta quyết không tha cho ngươi. Lập tức truyền đến tiếng gió,
Mảnh khoang thuyền xoát một tiếng bị phá mở, một bóng dáng màu xanh nhạt từ bên trong nhảy ra, phi thân về phía Lý Thụ Kiệt. Ngay lúc tới gần Lý Thụ Kiệt, bỗng nhiên từ trong ống tay áo lóe ra một thanh chùy thủ, nhanh chóng đâm về phía Lý Thụ Kiệt. Trong cục diện bế tắc, đột nhiên có người nhào về phía mình như vậy, Lý Thụ Kiệt đã chấn động, lại nhìn thấy chùy thủ nàng giấu trong tay áo thì trong lòng bối rối, lập tức không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người né tránh, giơ chân đá vào hông của người nọ, muốn đá văng nàng ra xa, miễn cho hại đến chính mình. Thân ảnh màu xanh nhạt bị một cước đá văng ra xa, vẽ ra một đường cong trong không trung, đánh vào boong thuyền chịnh xào rồi ngã xuống. Máu đầu đỏ tươi chảy ra, chậm rãi lan tràn đầy sàn. Máu đỏ tươi thấm vào quần áo màu xanh nhạt, có vẻ phá lệ bắt mắt. Đột nhiên nổi lên biến cố như vậy, tất cả mọi người bị dọa sợ ngây người. Hồng Anh tỷ tỷ! Một nữ tử mang theo khăn che đột nhiên từ trong khoang thuyền chạy ra, nhào vào thân thể Hồng Anh trên sàn thất thanh khóc giống. Đột nhiên quay đầu, giận dữ nhìn đầu sỏ gây nên chuyện lớn tiếng quát: Lý đại nhân, cho dù ông và cha ta có xung đột, hai bên giằng co, nói bằng lời là được rồi, vì sao phải hạ độc thủ với Hồng Anh tỷ tỷ như vậy? Vì sao ông ác độc như thế? Nhận ra người mặc áo xanh là Hồng Anh, mà người còn lại đội khăn trên mặt là Nguyên Ca, lời nói đến bên miệng Bùi Chư Thành nhất thời lại nuốt xuống. Đứa nhỏ ca nhi này có chừng mực, tượng này tất nhiên là có huyền cơ. Trước mắt bao nhiêu người lại gây ra án mạng, Lý Thụ Kiệt cũng có vẻ phá lệ kinh hoàng vội nói: Người đừng ngậm máu phun người, rõ ràng chính là nàng ta tập kích ta trước, còn cầm chùy thủ muốn giết ta. Ta chỉ là vì tự bảo vệ mình mới phản kích mà thôi, căn bản không phải là lỗi của ta. Ngươi đừng có đổ tội danh lên đầu ta. Trong lúc bối rối, ông cũng không dám khẳng định lực đạo mới vừa rồi của chính mình có thể giết chết người hay không, nhưng xem lượng máu đầu nàng kia chảy ra, hiển nhiên là không sống nổi. Ông nói bậy! Bùi Nguyên Ca bì phẫn. Mặc dù tính tình của Hồng Anh tỷ tỷ có chút vội vàng dao động, nhưng lòng dạ rất tốt. Vừa rồi chẳng qua là không quen nhìn thấy ông đổi trắng thay đen như vậy, nhất thời căm phẫn mới có thể xúc động lao ra. Nàng mới có 15 tuổi, chẳng qua chỉ là đứa con nít, vẫn là nữ hài tử. Lý đại nhân cần gì phải so đo với nàng, đẩy nàng qua một bên là được, cần gì lại xuống tay độc ác như vậy, giết chết Hồng Anh tỷ tỷ. Ta nói là nàng đánh lén ta trước. Lý Tụ Kiệt vừa tức giận vừa vội vàng dao động, vừa mới vào kinh đã liền gây ra án mạng như vậy, lại là trước mắt bao nhiêu người, cho dù chỉ là phó tỷ, chuyển ra thanh danh cũng không tốt. Hồng Anh tỷ tỷ chỉ học vài ngày khinh công, cái khác cũng không biết. Lý đại nhân là người võ công cao cường, làm sao Hồng Anh tỷ tỷ có thể giết được ông? Còn nói chùy thủ, làm sao trên người Hồng Anh có chùy thủ gì được chứ? Lại nói, Hồng Anh tỷ tỷ chỉ là nữ hài tử 15 tuổi, nào có lòng dạ ác độc muốn đẩy người vào chỗ chết như vậy, chẳng qua là trong lòng vẫn nộ, muốn dọa Lý đại nhân mà thôi. Mồm miệng Bùi Nguyên Ca lanh lợi tới mức nào chứ? Nói chuyện giống như sao đậu, nửa điểm sơ hở cũng chen vào không lọt. Rõ ràng chính là Lý đại nhân ra tay ngoan độc, làm ra mạng người, lại còn muốn đẩy tất cả tội lỗi lên người của Hồng Anh tỷ tỷ, bày ra vẻ ông trong sạch vô tội. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám nhận, rụt đầu rụt đuôi, dám làm không dám chịu như vậy thì tính là thứ gì? Người như vậy cũng có thể làm quan trên triều, thật sự là đánh mất mặt mũi quan viên đại hạ vương triều ta. Người... Lý Thụ Kiệt bị nàng làm cho tức giận sôi lên, nhưng lại khó có thể cãi lại, trong lòng càng lo âu bối rối. Vị cô nương này rất không phân rõ phải trái, rõ ràng chính là nàng đánh lén ta trước, còn dùng chỉ thủ để đâm ta. Ta vì tự bảo vệ mình tất nhiên muốn nghĩ biện pháp đẩy nàng ra xa, ở ranh giới sống chết cho nên mới mất đúng mực. Rõ ràng tất cả mọi người đều thấy được, người lại ở đây đổi trắng thay đen. Lời này của Lý đại nhân thật là buồn cười. Trước mắt Hồng Anh tỷ tỷ bị ông giết chết, ông lại bình yên vô sự. Sự thật rất rõ ràng, ông còn muốn nói dối vu oan cho Hồng Anh tỷ tỷ. Bụi Nguyên Ca tức giận quát: Ông và cha ta cùng làm quan trong triều, nếu ông chịu trách nhiệm việc mình đã làm, có chuyện gì không thể bình tĩnh thương lượng? Ông lại đùn đẩy trách nhiệm như vậy, thật làm cho người ta khinh thường. Ông càng là như thế, ta càng nên vì Hồng Anh tỷ tỷ đòi công đạo. Chúng ta đến nha môn hình bộ nói cho rõ ràng. Nghe vậy, Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đều thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nguyên Ca thế nhưng lại dùng chính những câu của Lý Thụ Kiệt đã nói để trả lại nguyên văn, khiến cho ông ta á khẩu. Không phải ông nói con gái ông ta mới 16 tuổi, lòng dạ không thể nào ác độc như thế sao? Trước mắt Hồng Anh mới 15 tuổi, cũng là nữ hài tử, lại làm sao có thể tâm tư ác độc đến mức muốn lấy mạng người? Ông ta nói, hiện tại chuyện thực là thuyền của ông ta bị hủy, thuyền chúng ta bình yên vô sự. Trước mắt Hồng Anh hiển nhiên là đã chết, ông ta lại bình yên vô sự. Đây cũng là sự thật. Ông nói chúng ta đùn đẩy trách nhiệm lên trên người đứa con nít. Trước mắt chẳng phải ông cũng đang làm như vậy hay sao?
Chủ ý tinh quái như vậy cũng chỉ có Nguyên Ca mới có thể nghĩ ra được. Nếu đã là Nguyên Ca cố ý an bài, Hồng Anh chết hiển nhiên không phải là thật. Buông xuống tâm sự, Bùi Chí Thành lập tức phối hợp nói: dựa theo luật lệ đại hạ, đả thương tôi tớ của người khác, nếu có người tố giác đánh 30 gậy. Lý đại nhân, chúng ta vẫn là đến hình bộ phần rõ phải trái đi. Phụ thân, ngài đã quên rồi sao? Bùi Nguyên Ca thanh thúy nói. Hai tháng trước, Trịnh Thầm Thầm nói, Hồng Anh tỉ tỉ hầu hạ người lâu như vậy, vất vả mệt nhọc, bởi vậy đã bỏ đi nô tịch cho nàng, đến quan phủ báo cáo. Hiện nay Hồng Anh tỉ tỉ là lương dân, căn bản cũng không còn thiện tịch. Ồ, nếu là đả thương lương dân đến chết, vậy thì bị xử đi đầy 2000 dặm. Bùi Chí Thành lập tức sửa lời. Vừa vặn, hình bộ ta rất quen thuộc, có một vị Trương Thị Lang bình sinh hận nhất là quan viên ỷ thế hiếp người, gặp được vụ án loại này tuyệt sẽ không nương tay. Hơn nữa hắn và Mạnh Ngự Sử là thân gia, quan hệ tuy hai mà một, vụ án này bẩm báo Trương Thị Lang tuyệt đối là tìm đúng nơi rồi. Lý Thụ Kiệt nhíu mày nhìn hai cha con trước mặt, kẻ sướng người họa, trong lòng đã hiểu được. Hai cha con nhà này rõ ràng chính là bảy cái bẫy cho ông nhảy vào, muốn dùng tính mạng tỷ nữ này để uy hiếp ông. Về phần tiện tịch lương dân thì có thể đến kinh thành báo cáo công tác, đều là quan to một châu. Nếu là ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không bình ổn được thì quả thực chính là chê cười. Lại nói, cho dù cuối cùng có thể áp chế chuyện này cũng sẽ khiến cho dư luận xôn xao, quan chức này của ông cũng không làm được lâu nữa. Rõ ràng hai người kia đều là thẳng tính, vì sao lại nửa đường nhảy ra một nữ tử phá đám, còn khó giải quyết như vậy? Rốt cuộc nàng ta là ai? Hừ, chả còn các ngươi đổi trắng thay đen, chẳng lẽ thực cho là mọi người trên thuyền bên cạnh đều là người mù? Lý Thụ Kiệt ngoài mạnh trong yếu nói, mới vừa rồi nàng kia đánh lén ta, nói vậy chư vị xung quanh đều xem ở trong mắt, còn thỉnh thay ta nói lời công đạo. Lý Thụ Kiệt ta vô cùng cảm kích, các ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ bắt nạt. Việc này ta tất nhiên thỉnh thất điện hạ chuyển cáo hoàng thượng, tuyệt đối không tha cho các ngươi kiêu ngạo làm cản như vậy. Đây lại là uy hiếp trắng trợn. Cho dù Lý đại nhân từng nuôi nấng thất hoàng huynh, nhưng hiện tại thân phận thất hoàng huynh đã công bố rõ ràng khắp thiên hạ, là thất hoàng tử của phụ hoàng ta, mẫu phi là Liễu quý phi. Không biết Lý đại nhân lại cứ luôn miệng treo thất hoàng huynh ngoài miệng như vậy là có đạo lý gì? Đúng lúc này, Vũ Hoàng Mặc vén rèm đi ra, quần áo lửa đỏ tuyệt mỹ dung nhan, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Chuyện này từ đầu tới cuối, bản điện hạ đều xem ở trong mắt. Hồng Anh cô nương chẳng qua là khó chịu Trịnh đại nhân bị oan uổng, cho nên mới lao tới, muốn dọa cho Lý đại nhân, cũng là nàng trung tâm vì chủ. Nhưng vì sao cũng là một nữ tử nhu nhược, Lý đại nhân xuống tay độc ác như vậy không khỏi hơi quá đáng. Về phần Lý đại nhân nói chủy thủ, bản điện hạ nhưng lại không thấy gì. Hơn nữa việc này cũng dễ dàng tra ra, chỉ cần tới hình bộ làm cho người ta kiểm tra thi thể của Hồng Anh cô nương có chủy thủ hay không, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Vừa xem hiểu ngay cái rắm. Trong lòng Lý Thụ Kiệt đã muốn chửi bậy, không nói tới khả năng gian lận một đường từ đây tới hình bộ. Vừa mới vừa rồi, tiểu cô nương kia nhảo tới thi thể của nàng ta cũng đã có đủ thời gian để giấu chủy thủ đi rồi. Cố tình đây là vị thiên kim tiểu thư, không thể vô duyên vô cớ soát người, chỉ cần tìm khe hở vứt bỏ cái chủy thủ này đi thì chính là chết không đối chứng. Nghe Vũ Hoàng Mặc xưng hô, trong lòng Lý Thụ Kiệt âm thầm cảnh giác. Các hạ là... Cửu điện hạ. Bùi Chí Thành lập tức hiểu được dụng ý Vũ Hoàng Mặc lúc này xuất hiện, cố ý dương cao giọng nói. Vũ Hoàng Mặc hoàn lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Bùi đại nhân, trăm ngàn đừng như vậy, ta sẽ tổn thọ. Đối với Bùi Chí Thành, hắn lập tức tự xưng là ta. Lời nói hành vi đều thập phần khiêm tốn, biểu lộ vô cùng cung kính với Bùi Chí Thành. Mắt thấy tình hình này, người chung quanh còn có cái gì không rõ đây? Cửu điện hạ đây là muốn ra mặt thay cho vị Bùi đại nhân này. Vốn chỉ là chuyện tranh chấp giữa hai thuyền, không nghĩ tới người dựa vào của hai bên đều lớn như vậy. Một bên là cha nuôi của thất điện hạ, bên còn lại là cửu điện hạ ra mặt che chở. Hai bên bọn họ đều không đắc tội nổi, không thể trêu chọc. Nếu lại tiếp tục, ai biết còn xảy ra chuyện gì. Nói không chừng bị kẹp giữa hai vị điện hạ, bị người khinh bỉ, vẫn là sớm rời đi thì hơn. Vì thế thuyền chung quanh đều xuất phát, giống như muốn bay khỏi nơi thị phi này. Bến tàu đang bị vị Lý đại nhân kia chiếm, những thuyền này dứt khoát tấp vào bờ, trực tiếp lên bờ. Tư thái phủi sạch quan hệ này hết sức rõ ràng, lúc này để họ đi, muốn tìm người lại đã là ngàn muôn vạn khó, muốn tìm nhân chứng còn khó hơn lên trời. Mà nay cửu điện hạ tỏ rõ đứng về phe đối phương, cố ý làm khó dễ ông. Lý Thụ Kiện nhớ tới Vũ Hoàng Diệp từng viết thư, nói cho ông biết quan hệ với vị cửu điện hạ này thực không thích hợp.
Chẳng lẽ việc hôm nay là Cửu Điện Hạ cố ý thiết kế, muốn bắt được nhược điểm của ông, mượn chuyện này để đả kích Hạo Nhi? Nếu là như thế, ông cũng không thể vì việc nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn. Cũng có lẽ ý của đối phương chẳng qua là chuyện đâm thuyền trước đó. Tình hình hiện tại chỉ có thể mau chóng áp chế chuyện này, miễn cho ầm ĩ lớn hơn nữa. Hạ quyết tâm, tư thái Lý Thụ Kiệt lập tức thấp xuống, giọng nói thực dịu đi. Bùi đại nhân này, còn có Trịnh đại nhân, mọi người đều là làm quan cùng triều, cần gì vì một chút chuyện nhỏ mà khiến mọi người đều sượng mặt. Lúc nãy tại hạ có chỗ mạo phạm, bây giờ nhận lỗi với hai vị. Không phải mới vừa rồi có thực đàng hoàng sao? Trịnh Sào châm chọc nói, sao lúc này cột sống Lý đại nhân lại mềm rồi? Mới vừa rồi là tại hạ không đúng, thật là tiểu nữ khiêu khích trước, đụng thuyền trước, thế nên mới gây ra chuyện hiện tại. Thuyền hủy là nàng tự làm tự chịu, không liên quan đến ai khác. Tại hạ nguyện ý gánh vác toàn bộ chi phí sửa chữa con thuyền của các vị bị hư hao. Đây là 10.000 lượng ngân phiếu, đưa làm chi phí bồi thường. Tại hạ ở đây xin lỗi chư vị, là ta dạy con không nghiêm, sau này tất nhiên sẽ quản giáo thêm nghiêm, miễn cho lại gây chuyện. Lý Tụ Kiệt nửa điểm cũng không viện giải, bày ra thành ý lớn nhất. Tuy rằng 10.000 lượng không phải là con số nhỏ, nhưng nếu có thể chấm dứt việc này, miễn cho liên lụy càng nhiều cũng là đáng giá. Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đều vì mới vừa rồi Lý Tụ Kiệt đổi trắng thay đen mà tức giận, trước mắt thấy hắn trước vách lối sau cung kính, càng thêm khinh thường. Nhưng Hồng Anh chết cũng còn chờ thương lượng, vẫn là thấy chuyện chuyển biến tốt thì thu liễm. Dù sao nhìn thấy vẻ mặt Lý Tụ Kiệt trước mắt cũng đủ hết giận. Bùi Chư Thành mở miệng nói, quên đi, chúng ta cũng không phải là người tính toán chi ly. Nếu Lý đại nhân nhanh như vậy có thể suy nghĩ chu đáo, nhận sai rồi thì ngân phiếu này... Tuy rằng không muốn so đo nhiều, nhưng trong giọng vẫn để ra nồng đậm châm chọc. Nếu Lý đại nhân đã có thành ý như vậy, chúng ta từ chối thì bất kính. Thấy phụ thân có ý cự tuyệt, Bùi Nguyên Ca lập tức cắt đứt lời nói, phái người đến trên thuyền đối diện lấy ngân phiếu, cầm đến tay. Quả nhiên là ngân phiếu do ngân hàng tư nhân Vận Thông ở Tĩnh Châu phát hành, có con dấu của ngân hàng tư nhân cùng với tư trương Lý Phủ, vừa lòng gật gật đầu nói. Nhưng mà mới vừa rồi, cột buồm trên thuyền quý phủ thiếu chút nữa thì đụng đến mọi người trên bến tàu. Tuy rằng may mắn không ai mất mạng, nhưng có mảnh vụn vẩy ra đến trên bờ, hơn nữa là có người bị thương, có phải Lý đại nhân cũng nên xử lý hay không? Nên làm. Lý Thụ Kiệt cắn răng nói, quay đầu lập tức phân phó quản gia Lý Trung đến bến tàu thăm dò. Nếu có người bị thương, lập tức đưa đi y quán chẩn trị, tất cả chi phí đều do Lý Phủ gánh vác. Ấy, Lý đại nhân, vừa rồi cột buồm đập lại đây, ít nhiều cũng nhờ bản điện hạ ứng biến đúng lúc mới không tạo thành thương vong. Có phải Lý đại nhân cũng nên có điều tỏ vẻ hay không? Thấy thế Vũ Hoàng Mặc cũng chặn ngang một cước nói. Phải biết rằng lúc nãy chỗ cột buồm rơi xuống có xe ngựa của vài vị quan viên kinh thành. Nếu như cứ bị cột buồm đập chết, việc này có thể sẽ nháo lớn hơn. Lý đại nhân nói có phải hay không? Trong lòng Lý Thụ Kiệt cảm tức không thôi, một người tiếp một người, được một tấc lại muốn tiến một thước, không dứt có phải hay không? Nếu nói mới vừa rồi đưa người lên bờ đi chẩn trị, ông còn có thể đào được chỗ tốt, dù sao loại chuyện này cũng có thể tuyên dương thanh danh Lý Phủ. Nhưng trước mắt vị Cửu Điện Hạ này lại trắng trợn táo bạo tống tiền như vậy, có quan hệ với Vũ Hoàng Diệp, ông căn bản không cần leo lên Cửu Điện Hạ. Còn nữa, theo ý Hạo Nhi để lộ ra trong thư, chỉ sợ muốn leo cũng leo không được. Tiền này nếu là cho Cửu Điện Hạ, vậy tuyệt đối chính là một đi không trở lại. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời Cửu Điện Hạ nói, hiển nhiên số tiền này còn phải nhiều hơn 10.000 lượng mới vừa rồi. Trong lòng Lý Thụ Kiệt thật sự là hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi sẽ không nên bồi thường thống khoái như thế. Hơn nữa, cho tới bây giờ, đã không còn thể đổi ý. Còn nữa, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh chóng bình ổn chuyện này, không cần vì chút tiền mà đắc tội Cửu Điện Hạ. Trong lòng Lý Thụ Kiệt không ngừng an ủi chính mình, miễn cưỡng lại lấy ra 10.000 lượng ngân phiếu từ trong tay áo đưa qua nói, đa tạ Cửu Điện Hạ đúng lúc cứu giúp, không gây thành họa lớn, một chút tâm ý, xin Cửu Điện Hạ đừng chối từ. Tiền này không cần người khác đi lấy, Vũ Hoàng Mạng tự mình phi thân bay qua, cũng không thèm nhìn, cầm tiền liền nhét vào trong tay áo, cười ngâm ngâm nói, Lý đại nhân tùy thân mang theo 10.000 lượng ngân phiếu, thật là có tiền. Cửu Điện Hạ nói đùa rồi. Lý Thụ Kiệt cười nịnh nọt, tim lại đang là nhỏ máu. Đây đều là tiền à? Mắt thấy tiền dễ kiếm như vậy, ngay cả Trịnh Sào cũng nhịn không được muốn nhậm bọn. Chỉ là suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới lý do gì. Bỗng nhiên nhìn đến Hồng Anh, linh cơ vừa động nói, Lý đại nhân, Hồng Anh là yêu tì của thê tử ta. Thật sự thê tử ta rất thích nàng.
cho nên mới muốn giải trừ nô tịch của nàng, vốn còn muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Hiện tại con gái nuôi không còn, làm sao ta ăn nói với thê tử bây giờ? Lý đại nhân cũng nên cho ta lời giải thích. Lý Thụ Kiệt thiếu chút nữa không nhịn được chửi ầm lên, người này quá vô sỉ, nói cái gì quan hệ tốt, nói cái gì muốn nhận làm con gái nuôi. Hiện nay thi thể con gái nuôi ngay tại trước mắt, ngươi lại nghiêm mặt lấy thi thể của nàng để tống tiền, còn không biết xấu hổ nói cái gì thích, cái gì con gái nuôi, quả thực là vô liêm sỉ, tỳ bỉ, âm hiểm, ngoan độc. Lý Thụ Kiệt dùng toàn bộ lời chửi xấu xa nhất lên trên người Trịnh Sào, thế này mới bình tĩnh lại một chút nói. Hẳn là tục ngữ nói rất đúng, thiên kim tiểu thư, thiên kim tiểu thư, 1000 lượng ngân phiếu coi như chi phí xử lý hậu sự cho vị cô nương này, xem như một chút tâm ý của ta. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Lý Thụ Kiệt lặp lại, bảo cho chính mình như thế. Chỉ sợ tên vô sỉ này hét giá trên trời, Lý Thụ Kiệt cố ý nhấn mạnh thiên kim, thậm chí còn lắc lắc túi trong vạt áo và tay áo, tỏ vẻ cũng không còn. Quên đi, có vẫn tốt hơn không? Dù sao, Hồng Anh cũng không chết thật. Trịnh Sào ý nghĩ thoáng qua, tiến lên nhảy qua ván cầu, cầm tiền tới tay, trước mặt Lý Thụ Kiệt đếm một lần nói. Là 1000 lượng không sai. Còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta còn đưa thiếu cho ngươi hay sao? Lý Thụ Kiệt nhìn gương mặt đáng giận trước mắt, hận không thể một quyền đấm qua, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Nhìn thấy Cửu Điện Hạ mỉm cười với mình, giống như cũng không khinh thường hành vi nhân cơ hội xảo trá của ông, trong lòng Trịnh Sào mừng rỡ, còn cảm thấy kiêu ngạo vì chính mình có thể bắt chước việc làm của thần tượng Cửu Điện Hạ. Ánh mắt chớp chớp nói, Cửu Điện Hạ, chúng ta về thuyền tiếp tục tán gẫu đi. Vũ Hoàng Mạc gật gật đầu, được. Wow, Cửu Điện Hạ nói chuyện với mình kìa, Cửu Điện Hạ lại nói chuyện với mình. Trịnh Sào kích động không thôi. Hai người trở lại trên thuyền, Trịnh Sào quay đầu nhìn Lý Thụ Kiệt, sờ sờ ngân phiếu trong tay áo, dù sao tiền cũng đã tới tay. Lý Thụ Kiệt nằm mơ cũng đừng nghĩ lấy lại, liền nói ngay, được rồi, Lý đại nhân đã biết sai rồi, cũng thành khẩn chịu nhận lỗi, nhà đầu Hồng Anh cũng đừng hù dọa hắn nữa, mau đứng lên trở về tắm rửa đi, một đầu đầy máu thật đúng là dọa người mà. Nguyên ca thông minh nhưng không ngoan độc, Trịnh Sào khẳng định Hồng Anh 8 phần là giả chết. Quả nhiên nghe vậy, Hồng Anh lập tức đứng dậy. Nàng hoàn toàn làm việc dựa theo lời Nguyên ca tiểu thư nói, lường trước đến, nàng đột nhiên đánh lén, lại lặng lẽ lộ ra chủy thủ. Lý Thụ Kiệt trong lúc bối rối, tất nhiên sẽ toàn lực phản kích, cật lực làm cho nàng tránh xa. Ra tay tuyệt không hề nhẹ, bởi vậy động tay động chân trong quần áo, nàng lại am hiểu kỹ xảo giảm bớt lực. Lý Thụ Kiệt hung hăng một cước, bị nàng mượn lực bay trở về thân thuyền, đã tiêu trừ toàn bộ, bởi vậy căn bản là không hề bị thương. Còn về phần máu kia, trên thuyền có gà sống vịt sống dùng để nấu cơm, nàng theo Nguyên ca tiểu thư phân phó đến phòng bếp giết gà lấy máu giấu ở trong tóc, thừa dịp ngã xuống đất làm máu tràn ra, tạo thành cảnh đổ máu giả chết. Lão gia, Lý đại nhân người ta đã nói rồi, tiền này là cho ta, ngài cũng không thể độc chiếm. Biết lão gia nhà mình không màng quy củ, Hồng Anh cũng nghiêng đầu cười khẽ vui đùa, nói hiêu nói vượn, người ta nói là cho người xử lý hậu sự, người chẳng phải không có việc gì sao, dám giật tiền với lão gia nhà ngươi, chán sống rồi chắc. Trịnh Sở lớn tiếng quát, mau trở về khoang thuyền, cô nương gia như thế nào có thể tùy tiện lộ diện như vậy, còn có thể thống gì, mau trở về đi. Hồng Anh cười cười trở về khoang thuyền, rửa mặt chải đầu. Lý Thụ Kiệt trên thuyền nhà mình xa xa thấy cảnh này, trợn mắt há hốc mồm, lập tức hiểu được chính mình bị lừa, nhất thời thiếu chút nữa thì điên rồi. Vốn ông đang chiếm ưu thế, có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hai người kia, kết quả lại phải ăn nói khép nép chịu tội với bọn họ, gánh vác tất cả trách nhiệm, còn bồi thường 26.000 lượng bạc. 26.000 lượng bạc á? Chỉ vì nghĩ nữ tử này bị chính mình giết chết, không muốn chuyện bị làm ầm ĩ, liên lụy tới thất điện hạ, kết quả còn mẹ nó lại là chết giả. Nữ tử này căn bản cũng không có việc gì, từ đầu tới đuôi đều là bẫy, cố ý muốn dụ hắn. Mẹ nó chứ, các người... Lý Thụ Kiệt tức giận đến hai mắt bốc lửa, khóe mắt muốn nứt ra lại tê hồ, lại dám đùa giỡn loại thủ đoạn này. Sao vậy? Lý đại nhân còn có cái gì muốn chỉ giáo ư? Bùi Nguyên ca cười ngâm ngâm nhìn ông, dương giọng nói. Mới vừa rồi ông đã thừa nhận, lần này chìm thuyền tất cả đều là lỗi của lệnh ái, hiện tại muốn đổi ý sao? Có Cửu Điện Hạ ở đây, lời đã nói ra chỉ sợ không dễ dàng thu hồi như vậy đâu. Còn nữa, trong tay chúng ta có ngân phiếu này, mặt trên lại có tư trương Lý Phủ. Nếu không phải ông trột dạ, vì sao bồi thường ngân phiếu cho chúng ta? Đừng nói thất điện hạ, cho dù là ồn ào đến trước mặt hoàng thượng, ta cũng dám đối chất với ông.
Bùi Chư Thành và Trịnh Sào thế này mới hiểu được dụng ý lời Bùi Nguyên Ca nói mới vừa rồi. Không phải lấy tiền vì muốn làm cho Lý Thụ Kiệt đau lòng, mà là vì muốn lưu lại chứng cớ. Về phần phái người đến trên bờ cho mọi người xem vết thương, tất nhiên cũng là dụng ý giống như vậy. Nếu không phải là lỗi của Lý Phủ, vì sao Lý Thụ Kiệt bồi thường bạc cho bọn họ, còn cho những người trên bờ bị thương đi chẩn trị chứ? Chiêu này của Nguyên Ca thật cao minh, về sau lão Trịnh ta đi theo học hỏi. Trịnh Sào vỗ đùi, giơ ngón cái khen, lại quay đầu nhìn bộ dáng Lý Thụ Kiệt vừa vội vừa hận lại không dám nói gì, nhất thời cảm thấy cái gì tức giận đều biến mất hết, làm cho Lý Thụ Kiệt ăn mệt thật to, nhỏ máu bồi thường lại bị tức giận đến mức hộc máu mà không dám nói gì, còn có kết quả nào so với cái này càng hà giận hơn đây? Về phần bởi vậy mà đắc tội với Thất Điện Hạ, Trịnh Sào căn bản không để ở trong lòng, đắc tội thì đắc tội. Dù sao có cha như vậy, phỏng chừng cũng không dưỡng ra đứa con tốt đẹp gì. Người như vậy lại là hoàng tử, nguy hại rất lớn. Hẳn là thêm sức lực kéo hắn xuống ngựa, miễn cho hắn gây ra tai họa cho đại hạ vương triều. Còn nữa, dù sao cũng có Bùi đại ca ở đây. Nếu có việc gì khẳng định Bùi đại ca sẽ chắn phía trước. Dù sao, kết quả tệ hại nhất, cùng lắm là hai người cùng nhau về quê làm ruộng, cũng không có gì quá tệ. Huống chi trước mắt còn có Cửu Điện Hạ lại là đồng lõa. Nếu là người khác, nhận sai hơn phân nửa sẽ không đổi ý, nhưng mà con xem bộ dáng vị Lý đại nhân này co được giãn được, cảm thấy vẫn là đề phòng một chút, miễn cho ông ta lại nuốt lời. Bùi Nguyên Ca bĩu bĩu môi khinh thường nói, kết quả thật sự là bị nàng đoán đúng rồi, quả nhiên không biết xấu hổ, khó trách sẽ dưỡng ra tính tình Vũ Hoàng Diệp như vậy. Con thật là tinh quái, Bùi Chư Thành cười nói, cũng không nhắc lại một vạn lượng bạc kia, để cho Nguyên Ca tự mình tiêu xài đi. Nghĩ nghĩ, lại vỗ vỗ bả vai Trịnh Sào nói, chúng ta đi vào thôi, đệ muội và phu nhân còn đang chờ, vừa vặn trở về nói rõ một chuyện, miễn cho các nàng lo lắng. Cũng là hai người dành trước đi vào, lưu lại cho Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc một ít thời gian riêng tư. Làm sao Vũ Hoàng Mặc sẽ bỏ qua cơ hội này, tiến đến trước mặt Bùi Nguyên Ca nói, được rồi, đánh cược ta thua, ta cho nàng hôn. Nói xong nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng tùy người xử trí, tuyệt không phản kháng. Vô lại, Bùi Nguyên Ca sẵn giọng, mặt cũng không nhịn được đỏ lên, vội vàng chuyển đề tài nói chuyện, xòe tay đến trước mặt Vũ Hoàng Mặc. Cửu Điện Hạ, nếu không phải ta đúng lúc ngăn lại lời của phụ thân nói, chỉ sợ 1.500.000 lượng ngân phiếu này chưa chắc Cửu Điện Hạ có thể cầm tới tay, có phải nên chia cho ta một chút hay không? Ai, Nguyên Ca, nàng gấp làm gì? Ngân phiếu của ta còn không phải là của nàng sao? Đợi cho nàng gả cho ta rồi, tiền riêng của ta còn không phải do nàng quản, cần gì nhất thời gấp gáp như vậy? Vũ Hoàng Mặc cười ngâm ngâm trêu đùa, chàng ăn nói khùng điên. Bùi Nguyên Ca có chút thẹn quá thành giận, đây không phải là ăn nói khùng điên mà là sự thật. Trên mặt Vũ Hoàng Mặc không còn vui cười lỗ mãng mới vừa rồi, thật sự nghiêm túc nói, ta đã xin phụ hoàng hạ chỉ, phụ hoàng nói đã biết, tuy rằng không nói rõ ràng nhưng ta có 8 phần nắm chắc phụ hoàng sẽ đáp ứng. Nguyên Ca, ta nhất định sẽ để nàng phong phong quang quang gả cho ta, trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của Vũ Hoàng Mặc. Trải qua mấy ngày trầm tư, hoàng đế đi vào Trường Xuân Cung, nói chuyện phiếm vài câu với Liễu Quý Phi, không chút để ý nói. Hoàng Diệp cũng không còn nhỏ, đến lúc nên đón dâu rồi, nàng cũng lưu ý nhìn giúp hắn, nếu có người thích hợp thì nói cho chẵm. Đương nhiên cũng phải xem ý tứ Hoàng Diệp, nhưng mà cũng không thể quá dung túng cho hắn. Trong lòng Liễu Quý Phi trầm xuống, ngày ấy rõ ràng Diệp Nhi và Vũ Hoàng Mặc đều xin Hoàng thượng hạ chỉ, thỉnh cầu tứ hôn với Bùi Nguyên Ca. Nhưng hiện tại, Hoàng thượng lại chỉ nhắc tới Diệp Nhi, còn làm cho nàng và Diệp Nhi nhìn người. Hiển nhiên là uyển chuyển cự tuyệt Diệp Nhi thỉnh chỉ tứ hôn. Nói như vậy, Hoàng thượng quyết định tứ hôn Bùi Nguyên Ca cho Vũ Hoàng Mặc ư? Liễu Quý Phi nhất thời tâm loạn như ma, đắn đo không biết hành động này của Hoàng đế đến tột cùng là cất nhắc Diệp Nhi hay là cất nhắc Vũ Hoàng Mặc. Tuy rằng Hoàng đế bác bỏ thỉnh cầu của Diệp Nhi, nhưng lúc trước Bùi Nguyên Ca vì cầu tình cho Vũ Hoàng Mặc mà làm Hoàng thượng tức giận. Mấy năm qua, Hoàng thượng căn bản không cho bất luận kẻ nào nhắc tới nàng. Còn nữa, Bùi Nguyên Ca từng bị đồn là sẽ vào cung làm phi tần. Tuy rằng do Thái hậu xuất lực thúc đẩy, nhưng lúc trước Hoàng đế cũng thực sự có vài phần xem trọng nàng. Bùi Nguyên Ca vì cầu tình cho Vũ Hoàng Mặc mà làm cho Hoàng thượng tức giận. Tất nhiên Hoàng thượng vốn đã hết hy vọng với nàng. Hoàng thượng không muốn ban hôn cho Diệp Nhi, nữ tử như vậy cũng là bình thường. Trong đầu Liễu Quý Phi hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng bất luận như thế nào, nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, hiển nhiên đã làm ra quyết định, Diệp Nhi không cần phải vì một nữ nhân đã làm cho Hoàng thượng tức giận. Dù sao, thân phận của Bùi Nguyên Ca mẫn cảm như thế, không thể không thận trọng. Nghĩ nghĩ, Liễu Quý Phi lập tức nói,
thần thiếp đã biết, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ khuyên bảo Diệp Nhi, sẽ không để cho hắn hổ nháo như vậy. Hoàng đế gật gật đầu, rời khỏi Trường Xuân Cung, nhìn lên trời cao trầm mặc không nói. Tuy rằng trong 3 năm qua, ông đã cố gắng điều tra động tĩnh của hai người, nhưng mà sự đời không có tuyệt đối, ông cũng không dám khẳng định quyết định như vậy có thật sự tốt với Bùi Nguyên Ca hay không. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca, người đã dùng điều kiện chân quý của trẫm vì Vũ Hoàng Mặc giành được một đường cứu vãn, nếu người đã trả giá nhiều như vậy, quyết tâm nhận định Vũ Hoàng Mặc, vậy trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ mong tương lai ngươi và trẫm đều không hối hận. Đợi cho hoàng đế rời đi, Liễu Quý Phi lập tức gọi Vũ Hoàng Diệp tới, nói quyết định của hoàng đế cho hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi nghe được tin tức này, Vũ Hoàng Diệp lập tức nổi giận, đột nhiên đưa tay quăng vỡ chén trà xuống mặt đất. Đồng thời, hắn cũng táo bạo đứng dậy, đi tới đi lui, rốt cuộc nhịn không được nổi giận đùng đùng mở miệng. Vì sao phụ hoàng có thể đáp ứng Vũ Hoàng Mặc mà bác bỏ ý của con chứ? Mẫu phi, rõ ràng phụ hoàng có vẻ thương con, đáng lẽ càng coi trọng ý của con mới đúng, vì sao lại là Vũ Hoàng Mặc, đấy rốt cuộc là vì sao? Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca cứ như vậy trở thành thê tử của Vũ Hoàng Mặc, từ đáy lòng hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mẫu phi, không phải người nói năm đó bố trí Lãnh Thúy Cung như vậy là tốt nhất sao? Không cần 10 phần chứng cứ, chỉ cần làm cho hoàng thượng có lòng đề phòng, tất nhiên sẽ dần dần chán ghét Vũ Hoàng Mặc, đến lúc đó toàn bộ hoàng cung đều là của con, vì sao hiện tại phụ hoàng vẫn trọng dụng Vũ Hoàng Mặc như trước? Vũ Hoàng Diệp không cam lòng nói, lại còn gọi hắn và Vũ Hoàng Mặc là kinh thành song kiệt. Vũ Hoàng Mặc là cái thá gì, có tư cách gì mà ngang hàng với hắn? Rõ ràng chỉ là một kẻ trộm, trộm đi tất cả những thứ thuộc về hắn, bao gồm cả Bùi Nguyên Ca. Vũ Hoàng Mặc chẳng qua là thế thân mẫu phi tìm kiếm vì thương tâm khi hắn mất tích, chỉ là bóng dáng của hắn mà thôi. Hiện tại hắn đã trở về, thế thân nên biến mất. Còn bình tĩnh một chút. Nghe hắn ồn ào nói ra chuyện 3 năm trước đây như vậy, Liễu Quý Phi hoảng sợ, vội vàng quát bảo hắn ngưng lại, kéo hắn qua tinh tế nói, Diệp Nhi, tuy rằng hoàng thượng bác bỏ ý của con, có thể sẽ tứ hôn cho Vũ Hoàng Mặc, nhưng điều này cũng không đại biểu hoàng thượng càng coi trọng Vũ Hoàng Mặc đâu. Con phải biết rằng con là hoàng tử, hôn phối của con có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục triều đình. Hoàng thượng không thể đơn thuần bởi vì con muốn cưới Bùi Nguyên Ca, ông ấy liền đáp ứng. Tổng yếu suy xét theo đại cục, trí thông minh của nàng, gia tộc của nàng, thế lực phía sau nàng, các mặt đều phải suy xét cho kỹ. Ý của mẫu phi là... Vũ Hoàng Diệp nhíu mày nói. Liễu Quý Phi dịu dàng nói, còn thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ý của phụ hoàng hay sao? Bùi Nguyên Ca tất nhiên không tệ, nhưng chung quy thanh danh nàng có trở ngại, có quá nhiều thị phi, nếu còn cưới nàng sẽ có đủ loại sự tình phải lo lắng. Cái này cũng chưa tính là gì, nhưng thử nghĩ tới Bùi phủ xem. Bùi Chư Thành trấn thủ biên cương vài chục năm, quân công hiển hách, nhưng mà đến bây giờ ngay cả tước vị cũng không có, ngược lại còn bỏ võ theo văn. Cho dù lúc bình định Diệp thị lập được công lao, cuối cùng ngược lại còn bị giáng chức, có thể thấy được là mất thánh tâm. Cha vợ như vậy làm sao có thể trở thành trợ lực cho con? Lại nói Bùi phủ toàn lực không có căn cơ, đều là một tay Bùi Chư Thành gây dựng nên, hoàn toàn không có thế lực gia tộc. Bùi Chư Thành lại là người có tính tình cuột cường, đến lúc đó một chút cũng không mượn được lực bên nhà vợ. Mẫu phi, Diệp thị đã đổ, hiện tại trong cung mẫu phi là người trưởng quản lục cung, lại có Liễu thị, mà con cũng được phụ hoàng yêu thương, làm sao còn cần mấy thứ này? Vũ Hoàng Diệp cắn răng nói, bất luận như thế nào hắn cũng muốn có được Bùi Nguyên Ca, hơn nữa không thể dễ dàng tha thứ để cho nàng gạ cho Vũ Hoàng Mặc. Hài tử ngốc, ta biết con trời sinh tính tình cao ngạo, nhưng có chuyện cũng cần phải lo lắng, trừ phi con cam tâm chỉ làm vương gia nhàn tản, chắc tay tặng ngôi vị hoàng đế cho Vũ Hoàng Mặc. Liệu Quý Phi dịu dàng nói, cố ý khích tướng. Về phần Bùi Nguyên Ca, nếu con thật sự thích nàng ta như vậy, đợi cho tương lai con kế vị trở thành hoàng đế, làm chủ bốn biển, muốn đoạt được nàng còn không phải dễ dàng ư? Vũ Hoàng Diệp cắn răng tự hỏi lời Liễu Quý Phi nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng phụ hoàng đã để lộ ra ý như vậy, hiển nhiên làm ra quyết định cùng với dây dưa chuyện này sẽ làm cho phụ hoàng tức giận. Không bằng tạm thời kiềm chế, đợi cho hắn đi lên đại bảo, tìm lý do xử tử Vũ Hoàng Mặc, lại tùy tiện bịa đặt thân phận mới cho Bùi Nguyên Ca, đưa vào cung, chẳng phải là rất tốt sao? Dù sao khi đó, Bùi phủ đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay, cảm tình giữa Bùi Nguyên Ca và phụ thân mẫu thân tốt như vậy, tổng cũng không thể không để ý tới Bùi phủ đi. Thấy Vũ Hoàng Diệp dần dần bình tĩnh trở lại, Liễu Quý Phi chỉ biết hắn đã động tâm, tiếp tục nói,
Tuy rằng hoàng thượng bác bỏ yêu cầu của con, nhưng cũng không có vì vậy mà quyết định hôn sự của con, mà để cho mẫu phi lưu ý xem, cũng chẳng khác nào vẫn là cho con quyết định. Có thể thấy được hoàng thượng vẫn là thực băn khoăn tâm tình của con. Hiện tại con đừng bướng bỉnh nữa, tuyển một danh môn khuê tú, ta sẽ xin hoàng thượng tứ hôn cho con. Con đã biết. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp tràn đầy lửa giận trở lại Đức Chiêu Cung, Kiều Công Công bên cạnh cũng nghe được hắn nói chuyện với Liễu Quý Phi, biết Thất Điện Hạ buồn bực vì hôn sự, nhéo nhéo ngân phiếu trong túi tay áo nói nhỏ: "Thất Điện Hạ, nô tài cảm thấy lời của Quý Phi nương nương mỗi chữ đều là châu là ngọc, hiện tại hoàng thượng đã khó có thể nghịch chuyển, không bằng kiềm nén tâm tư trước, về sau lại tính. Cưới một nữ tử nhu thuận nghe lời, hoàn toàn xem Thất Điện Hạ ngài là trời. Như vậy cho dù ngày sau ngài muốn tuyên triệu Bùi Tứ tiểu thư vào cung, nàng cũng không dám lên tiếng, không phải sao?" Vũ Hoàng Diệp quay đầu chăm chú nhìn Kiều Công Công, mày nhíu lại nói: "Nói như vậy ngươi đã tuyển được người nào rồi sao?" "Thất Điện Hạ thật sự là anh minh." Kiều Công Công lén lút ở bên tai Vũ Hoàng Diệp nói ra một cái tên. "Hơn nữa người nọ vì tỏ vẻ thành ý, hẹn ở nhã gian Túy Hồ Lâu bên ngoài thành, thỉnh Thất Điện Hạ ngài trưa mai gặp mặt. Nói là có chuyện quan trọng, phải nói tận mặt Thất Điện Hạ. Thất Điện Hạ không ngại gặp một lần, về sau Thất Hoàng Tử Phi cũng trở thành trợ lực cho Thất Điện Hạ ngài, dù sao cũng phải do ngài tự mình đồng ý mới được." Vũ Hoàng Diệp thản nhiên nghe, gật đầu nói: "Được, người đưa tin cho người nọ, ngày mai bản điện hạ sẽ đi." "Nô tài đi ngay." Kiều Công Công cười ha ha, rời đi. Đợi cho Kiều Công Công đi xa, Vũ Hoàng Mặc gọi Phó Tổng quản Đức Chiêu Cung Vương Công Công tới, mắt lạnh nói: "Vương Trà Tuyền, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đại Tổng quản Đức Chiêu Cung, đi qua nói cho mẫu phi một tiếng, truyền ý chỉ của bản điện hạ, đưa Kiều Công Công đến Thượng Lương Tư đi." "Hừ, đang êm đẹp, Kiều Công Công sẽ nói chuyện vì người không quen biết sao? Rõ ràng là đã bị đối phương hối lộ, nô tài như vậy giữ bên người sẽ chỉ là trói buộc. Nhưng mà, việc nào ra việc đó, có thể nghĩ tới đi đường vòng đến Kiều Công Công, có thể chuyển lời vào tai hắn, người nọ cũng coi như có bản lĩnh, lại còn dám đưa ra điều kiện tự mình gặp nàng. Một khi đã như vậy, hắn phải đi nhìn xem đối phương là mặt hàng gì." Buổi trưa hôm sau, Vũ Hoàng Diệp cố ý lùi lại một canh giờ mới tới, biết được nhã gian kia vẫn có người chờ như cũ, thế này mới bước đi lên, đẩy cửa mà vào, nhìn thấy một bóng người mặc quần áo màu xanh nhạt tinh tế đứng bên giường, nghe được tiếng cửa đẩy ra mới xoay người, trong đôi mắt rõ ràng xẹt qua một chút kinh hỉ và vui mừng, tiến lên phúc thân nói: "Tiểu nữ bái kiến Thất Điện Hạ." Mặt mày uyển nhu giống như một tú lệ giai nhân, lại mang theo một chút tang thương mà nữ tử tầm thường không có, chính là Lý Tiêm Nhu. "Đời này bản điện hạ gặp được không ít chuyện kỳ lạ, nhưng mà tính ra thì chuyện hôm nay là thú vị nhất." Vũ Hoàng Diệp hoàn toàn không có sắc mặt tốt, khinh miệt nói: "Lại dám cầu bản điện hạ cưới ngươi. Lý Tiêm Nhu, ngươi nhưng thật ra nói xem, vì sao bản điện hạ muốn cưới một cô gái lỡ thì không ai thèm như ngươi, dựa vào cái gì?" Tuy rằng Bụi Nguyên Ca từng bôn tẩu cố gắng về hôn sự của nàng, sau đó Thái Hậu và Diệp Thị cũng bị tiêu diệt, nhưng mà trước đó, kế mẫu của Lý Tiêm Nhu đã mất. Thủ tang xong 3 năm, nàng đã 19 tuổi, nếu lại không thể gả cho ai, sau này chỉ có thể thanh đăng cổ Phật sống qua ngày. Bởi vậy, cơ hội lần này cực kỳ quan trọng đối với Lý Tiêm Nhu, nàng phải nắm chặt, trở thành người trên người, dẫm nát tất cả những người đã từng khinh miệt nàng, đùa cợt nàng dưới lòng bàn chân. "Nếu Thất Điện Hạ đã chịu tới, chắc là có nguyên nhân không phải sao?" Lý Tiêm Nhu cố gắng trấn tĩnh, nhìn bộ dáng nàng ra vẻ trầm tĩnh, tay lại rõ ràng đang run rẩy. Vũ Hoàng Diệp nhịn không được nghĩ tới một nữ tử, nếu Bụi Nguyên Ca đàm phán với người khác, tuyệt đối sẽ không là bộ dáng như vậy. Đôi mắt nàng sẽ trầm tĩnh sáng ngời, toàn thân đều mang theo sáng rọi, làm cho người ta hoa mắt, làm cho hắn không thể rời đi ánh mắt. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Diệp không khỏi cảm thấy có chút chán nản, không kiên nhẫn hỏi: "Lý Tiêm Nhu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để khoe khoang trước mặt bản điện hạ? Bản điện hạ chịu cho ngươi cơ hội là vinh hạnh của ngươi, nếu lại đùa giỡn tâm cơ, bản điện hạ sẽ không phục bồi." Trầm tĩnh, Lý Tiêm Nhu cố gắng dành dụng lập tức tan thành mây khói. "Thất Điện Hạ xin dừng bước." Quả nhiên, thử nghiệm nho nhỏ liền thử ra giới hạn của nàng ta. Vũ Hoàng Diệp lắc đầu: "Có chuyện nói mau, bản điện hạ không có thời gian vô nghĩa với ngươi." Sở dĩ tiểu nữ dám đưa ra yêu cầu xa vời như vậy, nguyên nhân thứ nhất
là vì tiểu nữ chưa có hôn phối. Tiểu nữ đến nay chưa gả là vì bị Ngũ Điện Hạ liên lụy, nói đúng ra là bị Diệp Thị làm hại. Diệp Thị mưu nghịch, Hoàng thượng tất nhiên là hận Diệp Thị thấu xương. Nếu Thất Điện Hạ cưới tiểu nữ là giải quyết tốt hậu quả mà Diệp Thị tạo tội nghiệt, người trong thiên hạ chắc chắn bởi vậy sẽ cho rằng Thất Điện Hạ ngài trạch tâm nhân hậu, sẽ làm tăng danh dự của Thất Điện Hạ. Phải không? Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng cười nói, có lẽ người ta sẽ nói Vũ Hoàng Diệp ta đã lưu lạc đến mức phải cưới một nữ tử cần được cứu giúp, mà còn là người không thể gả ra ngoài, ngược lại sẽ tổn hại thanh thế của ta. Nhưng dư luận thanh thế là có thể tạo ra, không phải sao? Trong lòng Lý Tiêm Nhu có chút nóng nảy, Vũ Hoàng Diệp liếc mắt nói, ngươi có tư cách gì có thể làm cho bản điện hạ phí tâm tư tạo thế cho ngươi, đến cuối cùng biến ngươi thành người bị hại, ngươi dựa vào cái gì? Nguyên nhân thứ hai, phụ thân tiểu nữ là Lý Các Lão, tuy rằng lúc trước đã từng đi theo Ngũ Điện Hạ, thế nhưng sau đó bởi vì hôn sự của tiểu nữ mà hai bên quyết liệt, bởi vậy cũng không bị Diệp Thị mưu phản liên lụy tới. 3 năm qua vẫn là Các Lão, phụ thân tiểu nữ vẫn được Hoàng thượng nể trọng. Năm đó tuy rằng Hoàng thượng lấy thế lôi đình vạn quân nhổ đi tận gốc của Diệp Thị, nhưng cũng không muốn bởi vì Diệp Thị mà dao động nền tảng lập quốc, bởi vậy chỉ trừng trị đầu đảng tội ác. Nếu Thất Điện Hạ có thể cưới được tiểu nữ mới có thể chứng minh với người còn lại từng có liên lụy với Diệp Thị, chỉ cần trung thành với vua, Hoàng thượng sẽ bỏ qua chuyện trước đây. Cứ như vậy, Thất Điện Hạ có thể thu những người này về dưới cánh. Đối với Thất Điện Hạ mà nói tất nhiên là có chỗ tốt, không phải sao? Miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng mà chuyện này bản điện hạ dùng vài thủ đoạn là làm được, việc gì phải nhất định cưới ngươi? Vũ Hoàng Diệp nói. Còn có nguyên nhân thứ ba, phụ thân tiểu nữ bị Ngũ Điện Hạ liên lụy, đến bây giờ vẫn luôn luôn không đứng thành hàng. Nếu như Thất Điện Hạ đồng ý chìa tay giúp đỡ, phụ thân tiểu nữ tất nhiên vô cùng cảm kích, sẽ toàn tâm toàn lực dốc sức vì Thất Điện Hạ. Lý gia là thế gia đại tộc trăm năm, rắc rối khó gỡ. Thế lực gia tộc này đối với Thất Điện Hạ mà nói cũng rất trọng yếu, không phải sao? Lý Tiêm Nhu lại tung một cái mồi. Lần này là cơ hội duy nhất, cũng là sau cùng của nàng. Nếu như không bắt được, đời này của nàng chẳng khác nào sẽ bị hủy. Còn nhiều nhà khác cũng có thế lực gia tộc, vì sao ta phải chọn Lý gia? Cho dù có chọn Lý gia, nghe nói ngươi còn có mấy muội muội, mặc dù là thứ xuất, nhưng bổn điện hạ tùy tiện lập một trắc phi cũng có thể khiến phụ thân ngươi tạ đại ơn đại đức, tại sao lại phải là ngươi? Vũ Hoàng Mặc lập tức bác bỏ nói, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì tiểu nữ là Lý Tiêm Nhu. Nói thật, với tình cảnh hiện tại của Thất Điện Hạ, tuy rằng thế lực thê tộc có thể vì ngài dệt hoa trên gấm, nhưng cũng không phải là thực sự trọng yếu như vậy. Đối với ngài mà nói, hẳn là càng cần có một thê tử có năng lực dốc sức vì ngài, lại nói gì nghe nấy. Thất Điện Hạ tất nhiên không thiếu danh viện quý nữ xứng đôi, nhưng phía sau nữ tử như vậy còn có gia tộc liên lụy. Các nàng cũng phải suy nghĩ vì gia tộc, có phương diện khác cần lo lắng, thế nhưng tiểu nữ thì khác biệt. Lý Tiêm Nhu chậm rãi nói, trong đôi mắt mang theo âm trầm, phẫn nộ và oán hận. Lý Tiêm Nhu ta đã bị người dẫm dưới lòng bàn chân, bị trào phúng, bị xa lánh, nhận hết thế nhân lạnh lùng, nhận hết lòng người thay đổi, nhân tình ấm lạnh. Nếu có người đồng ý cho tiểu nữ một cơ hội, tiểu nữ nguyện ý dâng hiến tất cả cho hắn, tiểu nữ nguyện ý làm đao của hắn, làm nô lệ của hắn, làm tay sai của hắn, hết thảy tất cả cũng có thể. Thử hỏi, toàn bộ kinh thành danh viện, có ai có thể làm được một bước này giống như tiểu nữ, mà có ai có thể giống như tiểu nữ, toàn tâm toàn ý nghe theo lời Thất Điện Hạ? Điểm ấy thật ra khiến Vũ Hoàng Diệp có chút động tâm. Có thể thông qua kiểu công công truyền lời tới tai hắn, lại có suy nghĩ để hắn sai khiến, hiển nhiên Lý Tiêm Nhu cũng có chút bản lĩnh. Nếu hắn có thể triệt để sử dụng người như vậy, không cần thù lao, không cần trả giá, chỉ cần cho nàng vị trí thất hoàng tử phi là đủ, thật cũng không tệ. Dù sao, hắn cũng đích xác cần một nữ tử nhu thuận nghe lời làm vợ, miễn cho quấy rầy hắn. Huống chi, cho dù không hài lòng, sau này phế đi hoặc diệt trừ là xong, cũng không phiền phức. Nhưng mà, Vũ Hoàng Diệp am hiểu sâu bí quyết đàm phán, cho dù hài lòng nhưng tuyệt đối, không thể để cho Lý Tiêm Nhu nhìn ra, mà vẫn là dáng điệu xem thường. Lý Tiêm Nhu đã gần như giao ra tất cả át chủ bài, nhưng Vũ Hoàng Diệp vẫn thờ ơ, cuối cùng nàng có chút gấp, nghĩ đến tin tức nghe được từ Kiều Công Công, khẽ cắn môi nói, còn có một chuyện, tiểu nữ là bằng hữu của Bùi Nguyên Ca. Nghe được tên của Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt Vũ Hoàng Diệp chợt xuất hiện ánh sáng. 3 năm trước đây, bởi vì chuyện ở bãi săn,
Tiểu nữ và Bùi Nguyên Ca từng có giao tình, nàng có chút đồng tình tình cảnh của tiểu nữ, trợ giúp rất nhiều lần. Sau đó bởi vì lễ thêm trang của Ôn Dật Lan, nàng coi như có vài phần xem trọng tiểu nữ. 3 năm này, nàng và tiểu nữ cũng thường xuyên thư từ qua lại. Có thể bằng hữu của Bùi Nguyên Ca cũng không chỉ có một mình tiểu nữ, thậm chí có người càng thân hơn so với tiểu nữ. Thế nhưng, vừa là bằng hữu của Bùi Nguyên Ca, lại vừa đồng ý làm việc cho Thất Điện Hạ, cũng chỉ có một mình tiểu nữ mà thôi. Nhìn ánh sáng trong đôi mắt Vũ Hoàng Diệp, trong lòng Lý Tiềm Nhu cay đắng. Vì sao thế đạo bất công như vậy? Bùi Nguyên Ca cũng là người bị từ hôn, thậm chí còn bị từ hôn những 2 lần, lại có thể phong quang như hiện nay, thậm chí có thể có được 2 vị điện hạ tranh nhau thỉnh chỉ tứ hôn, mà nàng vì một cơ hội nhỏ nhoi mà phải đau khổ cầu xin, thậm chí còn phải tung ra thân phận là bằng hữu của Bùi Nguyên Ca. Tiểu nữ nghĩ, không có thê tử nào có thể khoan dung trong lòng phu quân mình ghi nhớ một nữ tử khác như vậy, thế nhưng tiểu nữ có thể, thậm chí nguyện ý giúp Thất Điện Hạ. Điều kiện này đã hoàn toàn làm cho Vũ Hoàng Diệp động tâm. Chỉ với thân phận là bằng hữu của Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Diệp có thể nghĩ đến vô số biện pháp mưu đoạt Bùi Nguyên Ca vào tay. Ngoại trừ như vậy, còn có một việc tiểu nữ cũng nguyện ý lấy ra làm điều kiện, là về Ngũ Điện Hạ. Thấy cuối cùng Vũ Hoàng Diệp cũng đã động tâm, Lý Tiêm Nhu rèn sắt khi còn nóng, xuất ra đòn sát thủ sau cùng. Đúng vậy, có liên quan tới Ngũ Điện Hạ. Lúc trước, mặc dù Ngũ Điện Hạ có thể kết giao rộng rãi với triều thần, Diệp Thị và thân phận Ngũ Điện Hạ là một chuyện, nhưng mà trọng yếu nhất vẫn là lợi ích. Bên người Ngũ Điện Hạ có một kỳ tài buôn bán, là túi tiền của hắn, Phú Khả Địch Quốc. Nhờ có người đó, Ngũ Điện Hạ mới có thể phong quang như vậy. Chỉ là Ngũ Điện Hạ vẫn luôn bảo mật thân phận người này, chỉ có người thân cận bên cạnh mới biết. Sau đó, Diệp Thị phản loạn, chuyện đột ngột xảy ra, Ngũ Điện Hạ đột nhiên bị giết. Người bên cạnh một tên cũng không còn sống, bởi vậy không ai truy cứu đến người đó nữa. Lý Tiêm Nhu nhìn Vũ Hoàng Diệp, ôn nhu dụ dỗ nói, có thể hiện tại trên đời chỉ có cha của tiểu nữ và tiểu nữ biết được người này, mà cha tiểu nữ cũng là bởi vì theo Ngũ Điện Hạ lâu, từ manh mối đoán được. Thế nhưng ông đã từng nghĩ biện pháp moi ra tên tuổi người nọ, chỉ cần có tên này, với thanh thế hiện tại của Thất Điện Hạ, muốn tìm ra hắn chẳng phải là dễ dàng ư? Nếu Thất Điện Hạ có thể sử dụng người như vậy, chẳng phải là như hổ mọc thêm cánh sao? Túi tiền Phú Khả Địch Quốc, Vũ Hoàng Diệp không nhịn được hỏi, là ai? Tên này hiện tại tiểu nữ không thể nói cho Thất Điện Hạ, phải chờ tới lúc thánh chỉ tứ hôn hạ xuống mới có thể nói cho ngài. Lý Tiêm Nhu thành khẩn nói, không phải tiểu nữ không tin Thất Điện Hạ, mà là đây là tất cả thẻ bạc hiện tại của tiểu nữ phải lưu lại một đường cho mình, Thất Điện Hạ ngài nói có đúng không? Vũ Hoàng Diệp đứng dậy, xoay người đẩy cửa rời đi, chỉ để lại một câu nói, được. Nói hồi lâu, cuối cùng đạt được tới những lời này, Lý Tiêm Nhu chỉ cảm thấy khí lực cả người giống như biến mất, nhịn không được sụi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy dài. Cuối cùng, nàng cũng nắm được cơ hội này rồi. 3 năm này, rõ ràng không phải là lỗi của nàng, lại gánh chịu toàn bộ châm chọc cạnh khóe của người đời, dường như đặt mình trong địa ngục. Mà bây giờ, nàng không bao giờ muốn làm cỏ dại mặc người dẫm đạp nữa. Nàng muốn trở thành người trên người, phong quang tôn quý mà xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, khiến tất cả những người đã từng trào phúng nàng, miệt thị nàng, dẫm lên nàng đều trả giá thật lớn. Vài ngày sau, ý chỉ tứ hôn liền ban bố toàn quốc, được xưng là kinh thành song kiệt, Thất Điện Hạ Vũ Hoàng Diệp và Cửu Điện Hạ Vũ Hoàng Mặc đồng thời hôn phối. Thất Điện Hạ tứ hôn cùng đích nữ Lý Tiêm Nhu, con gái Lý Các Lão, Cửu Điện Hạ tứ hôn với đích nữ Bùi Nguyên Ca, con gái Quan Châu, tả bố chính sử Bùi Chư Thành. Trước sau, 2 thánh chỉ tứ hôn nhất thời rung động toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Hết chương 240, hết tập 65. Có 2 chương thôi nhưng mà mệt chết ngất luôn. Trong tập này thì Lý Tụ Kiệt và đứa con gái ngang ngửa của ông ta vừa tới kinh hành thì đã đụng trúng bức tường sắt Bùi Nguyên Ca và bị nàng tính kế thiệt hại mất 2.6 vạn lượng bạc mà cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lý Tiêm Nhu tìm gặp tới Vũ Hoàng Diệp, nói là sẽ đưa cho hắn một cái tên của vị tài chủ Phú Khả Địch Quốc đã từng trợ giúp cho Vũ Hoàng Chiết, làm điều kiện trao đổi để yêu cầu hắn cưới mình. Và như thế là 2 đạo thánh chỉ tứ hôn vô cùng khó hiểu đã được ban xuống, gây chấn động toàn thành. Trong đại hôn của Nguyên Ca và Hoàng Mặc thì sẽ còn xảy ra những âm mưu quỷ quái gì nữa thì mọi người nhớ đón nghe tập 66 sẽ rõ nhé. Và do tập 66 này sẽ rất dài
mà còn cần phải edit lại nữa, vậy nên là Trang sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai nha các bạn.